Có chứ, vô like trước chứ mọi người. Vô like trước nha. Con Nguyễn Vân đúng không? Đây đây. Cái con này hôm qua em đăng Facebook em nói mấy chị á. Em ít khi phốt khách lắm, nhưng mà hãm lờ quá là em phải chửi. Con này một lần trước là nó không nghe máy đúng không? Vô danh sách. Gọi danh sách không nghe gọi đơn hàng không nghe máy. Đây mấy chị thấy ai đúng ai sai trong cái cuộc nói chuyện này. Lần trước là em có nhắc bà rồi mà chốt mà chuyên gia luôn nhá. Ví dụ như mà người không nghe máy một hai cái em không có nói, mình chốt cho một mớ rồi. Đây để em kể cho cái câu chuyện này trước khi em vô live và em tặng hết không đồng cái cục này giải vía. Là cái bà này đây bán hàng gặp nhiều thể loại lắm mấy chị, mà thể loại này thì em nghĩ là dù người có hiền cỡ nào người ta cũng sẽ chửi nát banh luôn. Có nghĩa là đơn trước bà cũng mua một mớ, xong nhân viên gọi mấy ngày liên tiếp, 4-5 ngày liên tiếp không hề nghe máy nha. Xong rồi đơn thứ hai này cũng chốt gần hơn 10 cái. Xong rồi mà chốt hàng đâu phải là hàng cao tiền đâu, 55, 35, 40 mà chốt hơn 10 cái. Xong rồi nhân viên gọi 4-5 ngày cũng không được, nhắn tin không trả lời. Tới khi em lấy Facebook chính của em vô comment mua hàng có trách nhiệm đi, lớn trả đầu rồi chị. Đây, lớn trả đầu rồi. Cái nó vô nó xóa cái comment của em, nó vô nó chửi em. Nó vô inbox cái page chính Facebook chính của em, nó chửi em kêu là mua hàng thì từ từ người ta trả lời. Là trước khi đó là nhắn tin cả trang Facebook chính, cả trang page nó không trả lời, 2 ngày liên tiếp nó không có trả lời em. Đó, tới khi em vô comment trang cá nhân thì nó mới trả lời. Ví dụ như những người khác em không bao giờ em làm vậy, nhưng mà con này nó quá đáng lắm luôn á. Xong rồi nha, xong rồi nó kêu là tôi đâu có rảnh đâu mà ở nhà mà nghe điện thoại của mấy người. Đó, nó nói với em như vậy. Đi làm chứ đâu có rảnh háng như bà đâu mà ở nhà mà nghe. Trời má ơi, nó nói em vậy mấy chị. Nó kêu là đi làm chứ không có rảnh để ở nhà mà trực điện thoại của bên em, mà không phải gọi một lần nha. Em thật sự khách nhiều quá em mới gọi. Khách nhiều quá em mới gọi nhiều ngày. Tại vì nếu như khách hai cái ít nhất nhân viên em phải gọi ít nhất nha là 9 cuộc. Danh dự ở trên line luôn, không bao giờ gọi một cuộc điện thoại để mà đi đơn hết. Không bao giờ gọi 1 đến 2 cuộc. Thật sự luôn, những cái bạn nào mà ví dụ như điện thoại mà đổ chuông có 1-2 lần á, thì chắc chắn là mạng của mọi người có vấn đề. Tại vì người ta bán một đơn hàng rất là cực rồi, người ta không gọi 1-2 lần. Nó kêu em rảnh, nó kêu em là ở nhà rảnh quá, gọi nhiều, nhắn tin nhiều. Nó đi làm, nó không có thời gian, gọi lúc nào nó rảnh thì nó nghe. Mà bà mẹ nó gọi 4-5 ngày liên tiếp nó không nghe một cái nào hết, comment lên trang cá nhân nó nhục quá rồi nó mới vô. Nó kêu là dòng họ vô chửi nó, mới kêu ủa liên quan. Bây giờ mua hàng người ta đợt trước đã không nghe máy một lần đã xả rồi. Lần thứ hai cũng nhắn tin cả trang bay rồi, cả trang này không trả lời luôn. Buộc em phải vô comment như vậy. Xong rồi vô nó kêu là không có rảnh rồi, xong rồi nó cho em xả. Ê, đây tiếp nha, chưa dừng lại câu đó đâu. Nó xả một cái đầu tiên, em vẫn cho nó xả một cái. Tại chốt nhiều mà hàng toàn 35, 45 không à. Em cho nó xả một cái 100.000 luôn. Em cho nó xả, xong nó xả tiếp một cái nữa. Em kêu là chị ơi, chị mua hàng mà chị xả như vậy sao mà được. Nó kêu giành giật trên like, xong rồi chị tới đây chị xả hàng, nó kêu bán ế chết mẹ đi được rồi, có ai mua đâu mà giành với chả giật. Ủa má ơi, em nói thật nha, em tăng sông máu luôn đó mọi người. Mọi người gặp khách như vậy mọi người nghĩ sao luôn á. Chửi em rảnh háng là một nè, rồi kêu em là bán hàng ế mà có ai giành đâu mà nói là giành giật. Rồi má ơi, nó tức thì thôi luôn á. Mà em ghét em không có phốt Facebook. Tại vì mọi người rác dơ cái Facebook lắm, em không có phốt. Em chỉ nói đơn giản vậy thôi, cái kéo rồi em. Chứ thật sự ra em nói mấy chị luôn mà hở, gặp khách như vậy thì mấy chị có thể hiền được hay không thôi. Hiền được hay không thôi. Nếu mà mấy chị gặp như vậy thì mấy chị có hiền được hay không thôi. Chứ đừng có nói là bán hàng, đừng có giữ dằn quá. Em không có giữ luôn á. Gặp hồi trước là em chửi, em đăng lên hội nhóm mà làm đủ kiểu rồi đó. Bây giờ là em không có làm gì luôn á. Em chặn hết cả Facebook. Nó vô qua trang bay nó nhắn tiếp. Nó vô qua nhắn bay nhắn tiếp. Sao bà nóng tính vậy, bụng mà nó chửi người ta, nó kêu người ta nóng tính. Chặn luôn, em đâu có nói thôi khỏi lấy. Em không có chửi gì hết. Tin nhắn còn đó.
Tin nhắn vẫn còn nguyên, em không hề chửi, nó kêu là bán hàng vậy lần sau đừng có mua nữa. Dẹp đi block Facebook nhau luôn đi, đừng có vô Facebook nhau coi nữa. Sao em chặn luôn, em không có chửi đủ má đủ mẹ gì nó luôn á. Không hề chửi một câu gì nặng luôn á. Thật sự không chửi một câu gì luôn, mà nó chửi em còn hơn con nó luôn nè. Mua hàng nè. Đó. Đây. Kêu xả cái đầm body mua cho bạn. Bạn bự con quá, không mặc được. Đó, mấy chị thấy kinh khủng không? Đó, mua như vậy đó. Nhà đại gia lắm. Đó, đơn trước cũng vậy, đơn này cũng vậy. Không cọc. Tại vì nghĩ khách quen đó mọi người, cho nên em vậy á. Mà quen gì mới mua quá 3 lần à, 2 lần bo 1 lần ở đây đó. À, một lần nhận đơn có 100 mấy à, còn 2 lần bom là bom đơn 300-400 không á. Chịu nổi không? Á đang mặc màu trắng cho chị Nguyễn Thương. Tụi em tức mà em nói thật với chị, hôm qua em mà nóng máu hơn là nóng máu luôn á. Tức mà chịu không nổi luôn á. Tăng xong luôn á mọi người. Rồi vô xả cho mấy chị nha. Xả tặng mấy chị. Sợ. Bán hàng gặp nhiều khách sợ lắm luôn á mọi người. Muốn ông nội mình không à. Không ai muốn làm con mình hết á. Muốn làm ông nội không à. Kéo đỏ đó tối trong inbox có người chốt một cái rồi đó em. Cháo đỏ đó hôm qua rép á, có người chốt cái màu đỏ đó. Đây nè mọi người, rồi áo này. Rồi vô tương tác chia sẻ dùm em nha. Đây nha mọi người. Đây, mã này tặng mọi người không đồng luôn. Ghi cho em là mã không đồng. Ôi, nó chốt toàn hàng. Ví dụ như mắc tiền em không có nói mọi người nha. Này 45 85 50 85 50 50 35 đó. Vậy mà nó còn em tặng không đồng hết, em bấm đại cho mấy người nha. Em chả bán mấy cái này đâu, chả bán lấy tiền mấy chị không đồng. Em bấm cho đọc mấy người thì bấm mấy người thôi. Nè, đơn hàng 700 mấy của em á, đưa cho chị cái bịch hàng chị vừa ấy đó rồi. Cái bịch vừa rồi đó. Đây, em không nói điêu nha, em tặng đơn hàng này là 700 mấy của em đó. Em không nói điêu luôn nè, 730.000 của em đó mọi người. Có vẻ là hàng này có 30-40 đô. Những cái giá này là những cái giá em xả rồi, cho thành thử ra là em không có bán xả nữa. Tặng không đồng em chia ra cho mọi người mặc thôi nè. Đó, em không có lấy mọi người nhìn nào hết á. Chia sẻ dùm em nha, nhớ chia sẻ dùm em. Chia sẻ dùm em là được nhá. Em không lấy tiền của mọi người luôn. Tặng cho mọi người lấy cái vía, nó xui quá. Thiệt quá mọi người. Xui cả na mà tức gì đâu luôn á. Trời, mình rảnh háng nữa chứ. À, đâu có rảnh háng như bà. Mặt em rảnh lắm hả? Mấy cái em ơi. Rồi chia sẻ giùm em, kiểm tra lượt chia sẻ. Trời ơi, em thề luôn á. Lần đầu tiên bán hàng mà gặp những cái con như vậy luôn á. 74 lượt chia sẻ. Có 84 lượt chia sẻ rồi sao tặng mấy mí. Mí mé. Chia sẻ giùm em nào. Càng Phi Dương hôm qua chốt đơn được không? Nói cho điện thoại lại xong cho, nhắn tin thì trả lời. Nhắn tin thì không trả lời em. Mua hàng gì mà cứ để điện thoại không nghe máy rồi nhắn tin không trả lời không vậy? Số gọi không được. Số đó bị khóa. Nhắn tin trong bay rồi đúng không? Ừ. Trả lời cho tin nhắn trong bay đi em ơi. Trời ơi, có 80 mấy lượt chia sẻ rồi mấy chị. Sao mà ít vậy? Rồi sao chúng tặng? Tặng đơn 700 mấy mấy chị chia sẻ, em có 80 mấy lượt chia sẻ. Trời, đổi lại 700 mấy mà em chạy nó được 1.000 mấy like rồi đó mọi người. 700 mấy á, 1.000 like là 500 đó mọi người. 700 mấy là em được gần 1.300-1.400 lượt chia sẻ rồi đó. Mà đổi lại mấy chị có 7 mấy lượt chia sẻ nè. Trời ơi, quá thể luôn rồi đó nha. 700 mấy mà em để cái tiền 700 mấy đó em chạy like là ấy rồi đó. Là được 1.000-2.300 lượt chia sẻ rồi đó. Mà đưa cho mấy bà tặng không, mấy bà không lấy 1.000 nào, mấy bà chia sẻ tôi có 8 mấy lượt chia sẻ. Ú là trời. Rẻ vậy. Tương tác chia sẻ giùm em nha. Chứ ít quá nè. Tặng không đồng chứ tôi đâu có lấy tiền mấy bà đâu. Đủ 300 lượt chia sẻ thì em bấm cho mọi người nha. Đừng có chia sẻ vào hội nhóm quá nhiều. Cứ chia sẻ 3 lần thì 100 người đây đã mất được 300-400 rồi. Vào hội nhóm nữa. Hội nhóm 3 lần trang cá nhân là 4 lượt chia sẻ rồi. Rồi bấm nha mọi người nha. Mới có trăm mấy nhưng mà em vẫn bấm đi. Đợi mấy chị lâu quá. Mệt quá nè. Mấy cái vậy em?
Rồi tặng. Không đồng cho Nguyễn Thị Kim Huyền. À, Thu Phương. Ly Trương. Ly Trương nha, Nhi Trương nữa nè. Đó. Rồi mã không đồng cho bà Hồng Viên. Mấy cái nữa? Hồng Viên nhớ nghe điện thoại. Có đơn đơn trang sức nữa đó. Dồn vô đơn vô chưa? Rồi Thư Thư. Rồi còn một cái nha mọi người nhá, còn một cái. Còn hai cái hả? Thư Thư ra chưa? Cái mạng nó lát á mọi người, không có ra phiếu luôn á. Lát mà hồn nước không được luôn nè. Tặng không đồng cho Trang Vũ. Trang Vũ đuôi 007 ở Đồng Nai. Rồi còn một cái cuối cùng. Như Phạm. Như Phạm đuôi 924. Tặng không đồng nha, em không có lấy tiền mọi người. Giải vía cho mọi người á. Giải vía cho mọi người á. Em không có lấy tiền luôn á. Không lấy tiền mọi người luôn. Rồi tiếp. Rồi chốt thêm sản phẩm, một sản phẩm cho em đi hàng nhá. Rồi quần Betty ai lấy nhanh thì chốt em xả luôn cho mọi người. Cái quần Betty này là em hết sạch, không còn cái nào luôn á. Quần Betty có một cái thôi, size M, tặng luôn cho mấy chị. Sale tặng nhá. Lấy cái vía lại cho em 99.000. Quần Betty này không có mấy chị ơi, hết hàng rồi. Em lên được có 30 cái, đủ size mà hết luôn, không có về lại luôn á. Rồi quần Betty hàng cao cấp. Đây nè mấy chị, đỉnh không? Rồi bét ghi dùm em size M nhá, size M tặng với chị 99.000. Đây nha mọi người nhá, em còn áo Puma em còn có cái đen hay sao á. Rồi ghi dùm em nhá, quần 99.000 luôn. Ghi cho em là quần 99.000, size M nhá, ai mặc size M thì mọi người chốt, này bán tặng cho mọi người á. Rồi cái này ghi dùm em nhá, mã 01, á quần 2 túi rồi mấy chị. Dành giật cho đã đời để xả cái quần 2 túi của em. Trong khi quần 2 túi em năn nỉ người ta về lại cho em không có về được. Rồi, pet ghi 99 cho Anjomi Awin. Cái má ơi, cái tên. Rồi, cái đó của chị xếp đi đâu vậy? Rồi, ghi dùm em nha. Quần 2 túi tặng luôn cho mấy chị 130. Cái này em tặng cho mọi người. Giá này em còn lỗ mất 40.000 luôn đó mọi người. Rồi, ghi dùm em nha. Quần. Comment giúp em là quần nha mọi người nha. Quần dùm em. Comment giúp em là quần 2 túi á. Cái quần 2 túi này thì mấy chị biết là em khó về hàng lại mà không về được luôn á. Có cái size M thôi. Quần 2 túi size M giùm em nhá. 130 quần bét ghi hết rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Quần bét ghi 2 túi. À lộn. Quần ôm 2 túi giùm em nhá mọi người. Quần ôm 2 túi á. Cái quần riêng 2 túi á. Rồi xem 130 nha mọi người. Ghi cho em là quần 2 túi 130. Màu gì đây? Quần jean 2 túi 130 cho chị Đình Vũ rồi hết. Rồi mã này tặng luôn cho mấy chị 79.000 luôn. Cái này là len cao cấp nha mọi người nha. Len cao cấp. Đây là hàng set ngố. Hết rồi mấy chị ơi, có một cái à. Đem xạ mà. Đây nha mọi người, xịn sò không? Cái này là set ngố cao cấp len 160 mọi người. Set ngố len đó. Rồi 79.000 tặng mấy bà 79.000 đó. 79.000 màu đỏ này. Có mấy cái hả mấy chị ơi? Màu đen, giờ em xả hàng lẻ nha. Màu đen, màu xanh đen. Màu đi mấy chị ơi, em cho lựa màu luôn nè. Xả có 79 á, 140 á mọi người mà xem 79. Ai mua set này bữa em xả 115 trong kho rồi là biết. Giờ em xả 79.000 len cao cấp nha. Cái quần ngố mọi người nhìn cái đai này. Xịn sò không? Xịn ơi là xịn luôn á mọi người. Á ơi mọi người nhìn cái chất này. Rồi ghi giùm em là màu hồng, màu xanh, màu xám. Hồng xanh xám giùm em ba màu. Ở đỉnh chưa? Nè. Xám. Trời ơi má cái quần đẹp quá trời luôn đó mọi người. Đó, quần ngố cao cấp nha. Rồi màu giúp em nha, ba màu, bốn màu. À có cái xanh rêu rồi mấy chị. Bỏ ngay cái màu này xuống đi. Màu xanh cuối cùng. Đây có màu xanh rêu này. Này phải lựa màu nó mới chỉ lấy đại đi tại xả lỗ mà. Có mấy cái à. Màu giúp em hồng cho Thu Phương. Xanh là xanh này này, xanh đen á. Xanh đen cho Thiên Triều.
Rồi còn 3 set. Đỏ, hồng với xanh rêu với xám. Thêm xám cho Thu Phương. Hồng cho Băng Băng. Rồi hết xám. Hết hồng luôn. Hết xám hết hồng luôn mấy chị ơi. Hết xanh rêu cho Hương Nhỏ. Đỏ cho Thúy Vi. Còn xanh rêu không? Xanh rêu cho chị Ly Trúc Nguyễn hết hồng rồi. Rồi còn một xám nhạt với lại là hồng nude hết. Cái này vải len cao cấp á, xả rẻ cho mấy chị á. Trả lời được nghìn nào mà còn lỗ banh nhà luôn. Hết rồi mấy chị ơi. Còn một đỏ, một xám nhạt. Còn một đỏ, một xám nhạt. Nó xám nhạt đẹp quá. Cái này hồng siêu đẹp và có set rồi mấy chị ơi. Hồng len đỏ cho Hương Phan Thị. Rồi hết đỏ luôn. Rồi còn 3 set. Còn 2 set chứ. Còn 2 set là hết. Còn 2 set cho mấy chị. Ai lấy 2 set này thì ghi giùm em. Xám nhạt cho Hoài Thương Dương. Rồi còn một hồng sữa hết luôn. Còn một hồng sữa nha. Hết rồi mấy chị ơi. Còn có set rồi. Hồng sữa giúp Dung nha. Ghi cho em là hồng sữa. Comment giúp em là hồng sữa nha mọi người. Ai lấy hồng sữa thì ghi giùm em là hồng sữa. Cái quần cho chị đây. Hồng sữa giùm em. Hồng sữa cho Thanh Phương. Còn không? Hết luôn mấy chị. Ủa có 10 cái hả? Rồi quần này 179. Còn nó mấy cái luôn. SML. Em không có về quần jean nữa đâu mấy chị. À quần này đẹp. Nè. Quần không đai mà. Hết rồi mấy chị ơi nè. Xịt sò không? Em còn nó mấy cái thôi. Ai lấy ghi giùm em nha. Cái kia là quần này hả em? Đó là quần này hết đúng không? Rồi ghi giùm em nha. Còn mấy cái thôi nè mấy chị. SML và kèm màu kèm size cho em. Không có về quần nữa nha mấy chị nha. Bây giờ quần cao lắm. Quần giờ lấy lên toàn là cao trên 20.000 một cái không à. Bình thường bán cho mấy chị hở 185 là cao nhất rồi. Bây giờ nó lên một cái quần nó hở 190. Rồi em phải bán 200 mấy. Đó. Quần không đai là cái quần ống lê mà mấy chị hở muốn về lại nhất mà em không có về được nha mọi người nha. Nên là ai lấy ghi giùm em nha. Kèm size giùm em. Quần ống lê cái này là hàng của công ty giùm em nha mọi người. Hàng của công ty này không phải hàng của xưởng lên hoặc là hàng ấy đó mọi người. Này hàng rất là mắc luôn. SML giùm em và kèm màu. Cái này là mọi người mặc Tết rất là sang. Đây mặc với cái áo em mặc rất là xịn. Tại vì là em mặc em bầu nên em không có thử cho mấy chị. Nhìn cái form là mấy chị biết hàng mắc rồi. Đây. Cho em kèm size và kèm màu giùm em nha. SML 180.000. Quá rẻ luôn nè. Và nhìn cái form quần này. Ở dưới là loe nhẹ. Cái này mấy chị đi với giày thể thao cũng đẹp. Mọi người đi với dép cao cũng đẹp. Siêu đẹp luôn đó mọi người. Đó. Ai lấy thì ghi giùm em là đậm với nhạt kèm size giùm em. Đậm nhạt kèm size SML nha mọi người nhá. Siêu xuất sắc luôn. Kèm size và kèm màu giùm em. Ai lấy thì ghi giùm em là kèm màu và kèm size. Thiên thần cho em cái size và cái màu đi chị ơi. Comment một dòng giùm em size và màu. Rồi xả đầm body cho mấy chị. Cho em kèm size và kèm màu nha. Xanh đậm L cho Nguyễn Phương. Trang Vũ như là có cái gì tặng không đồng gì không có xám gì hết á. Xanh đậm L cho Thiên Thần. Thiên Thần lên thêm địa chỉ. Em xin thêm địa chỉ rồi. Cái đồng này. Á chị mang còn 3 màu. Á Dung mang là 4 màu chứ. Ủa đẹp quá mấy chị ơi. Ồ cái đầm xuất thần luôn. Đầm nhá mà muốn em mặc thử không? Có mấy cái à? Để mấy chị 140 luôn. Ok chị Thiên Thần nha. Ôi cái đầm này đẹp lắm luôn đó mọi người. Coi mấy màu em ơi. Trời ơi cái đầm xỉu. Má ơi mấy bà nhìn cái đầm này. Cái này ngày mặc mồng 1 Tết là xỉu quá mọi người. Đợi xíu đi. Em dơ cái áo em mặc rồi em dơ em mặc cho cái đầm con nha. Áo em mặc có 4 màu. Màu đen Dung mặc. Cái này mấy chị mặc cái quần jean rất là sang. Mặc quần jean ống loe lúc nãy. Rồi cái này là màu trắng. Có 79.000 cái áo này luôn đó mọi người. Rồi cái này là màu xạ, màu nâu với màu cam. Cam, nâu, trắng, đen.
Đó, 79.000 hàng xịn nha mọi người nhá, về hàng rẻ đâu. Đây em cho mọi người coi cái hình mẫu mặt này. Để em mặc màu đen nên mọi người không nhìn thấy được. Đó, thấy không? Em dơ cái màu đen cho nên em mặc cái màu đen nên mọi người không có nhìn ra được á. Đầm màu vàng đồng, áo lọ màu nâu, đầm màu vàng đồng là đầm à, đầm này. Đầm đó 140 với áo lọ màu nâu cho thiên thần. Nói chung là áo này mọi người mua lẻ nhé, có mấy cái duy nhất rồi. Nãy em like cái like trước hết mất tiêu rồi. Màu này nè, áo là màu cam, màu đen với lại là màu trắng, màu nâu. Áo này có 79.000 thôi, hàng xịn nha mọi người này. Vải rất là xịn sò luôn, vải rất là xịn nha mọi người nhá. Ai lấy cái giùm em cam cho Thảo Mom. Áo này mặc tết là siêu đẹp, trắng cho danh. Áo này mọi người mặc cái quần sọt hay là mặc cái quần gì nó cũng đẹp này. Ống tay rất là xịn sò luôn, đẹp lắm. Cái này mặc cái quần sọt lên cũng rất là sang luôn. Quần ống lê cũng sang, quần sọt cũng sang, quần ôm cũng sang, chân váy cũng sang, quần đùi cũng sang. Mặc cái gì cũng đẹp hết á. Tại áo cũng gì là nó sang, nó mặc cái gì nó cũng sang hết mấy bà. Đó, một cam cho thiên thần. Áo 79.000 kèm màu giúp Dung nha. Màu nu này, màu trắng, màu cam với màu Dung mặc là màu đen. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu nhá. Màu giùm em, xịn ha. Áo này mấy chị mặc là nó như thế này, nhìn rất là sang chảnh luôn. Đen cho Phan Vi. Đen cho Phan Vi. Cho Dung xin cái màu nhá mọi người ơi, xin cái màu nhá. Đen, trắng, cam với lại là nu. Bạn nào mà muốn ốm người thì mọi người mặc màu đen hoặc màu nu hoặc màu cam á, ba cái màu đó ốm người. Còn bạn nào đã dáng đã đẹp rồi thì lấy màu trắng, tại màu trắng lên rất là đẹp. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. Mọi người có muốn em mặc cái đầm body này cho mọi người nhìn không? Mọi người coi cái form không? Tại em dung dơ, dung sợ mọi người không có nhìn được cái màu á. À, nhìn được cái form á. Đẹp lắm luôn. Cái đầm này này. Siêu đẹp luôn. Mọi người có muốn dung mặc cho coi cái form không? Đẹp quá. Có 140 thôi đó mọi người. Quá rẻ luôn. Trời ơi, cái đầm này mọi người xỉu ngang chưa? Đó. Xỉu chưa? Cái này dơ là mấy bà không nhìn được form đâu. Dơ là khó nhìn form lắm. Tại vì cái form lên á. Quần le đi dung mạng bị lát không coi được. Quần le đợi em xíu mặc cho coi. Quần le có hai màu á chị. Mà là quần này là quần không đai lận nha, chứ không phải là quần form đai thường đâu. Trắng như chị Thanh Hiền. Cái này là phải đai thường đâu, cái này không đai nó mắc lắm. Nhưng mà em bán cho mấy chị còn có 180 thôi. Không vừa 195 á. 195 là quần, 185 là quần ôm rồi. Này, bây giờ em để với chị 180 giảm xuống 15.000 luôn. Này quần form rất là đẹp nha. Form không đẹp về trả lại cho Dung inbox, Dung trả lại tiền liền cho mọi người luôn. SML kèm màu và kèm size. SML kèm màu và kèm size. Hầu như ai cũng nên có quần này hết. Tại quần này nó tôn cái dáng lắm mấy chị. Tôn cái dáng cực kỳ luôn á. Rồi Dung mặc đầm cho mấy chị coi cái form nha. Đây nha mọi người. Cái đầm rất là sang luôn. Nói màu quần lại dùng màu đậm với màu nhạt là được chị. Quần jean đẹp lắm chị. Cái đầm ú lạc trời. Trời ơi mấy chị ơi, nó sang ha. Cái đầm đẹp quá mọi người. Nhìn là mê hồn luôn. Ê sửa chị đằng sau đi em. Cái đầm đẹp quá mọi người, đợi xíu đi. Bao nhiêu cái sang nó nằm ở cái đầm này luôn đó mọi người. Hình như nó lộn cái ấy á. Nè cái có cái mạc á. Cái mạc ra đi không, nó kéo. Cắt cái mạc ra đi không, nó kéo cái đầm xuống. Rồi, màu giúp em nha mọi người nhé.
Trời ơi má nó đẹp. Trời ơi. Đậm nhạt 79 màu nu với size quần màu đậm em mời chị Lê Lý. Đậm size S cho chị Thùy Bích. Hai màu không mấy chị, đợi chị xíu, đợi xíu. Đưa chị lại quần đi, khác đi, đậm đẹp quá ha. Đợi xíu đưa lại chị. Nó đẹp quá. Má cái đậm nhìn nó phê hết cả người luôn. Thấy những cái đậm phê lắm luôn đó mấy chị. Quần là màu đậm với màu nhạt, cho em xin cái màu 54kg em mờ là vừa rồi chị yêu ơi. Đây. Chị Hà Vân cho em xin cái màu. Nói chung là quần này là mắc lắm, mà em để mấy chị 180 thôi. Body xanh cho Quỳnh Như. Ai lấy quần thì cho em xin cái màu nữa nha, tại vì nó có màu đậm với màu nhạt lẫn đó mấy bà. Mấy bà mà ghi một cái quần kèm size là chúng không có ra phiếu được, tại vì nó có màu nữa nha. Nó đẹp quá ha. Ồ cái body đẹp quá mấy bà ơi. Loe đậm size L chị Thanh Hiền. Trời ơi nó đẹp xịn mịt luôn đó mọi người. Quần không đai này thường thì nó sẽ mắc hơn 30-40 nghìn so với quần ôm, so với quần có đai. Tại quần không đai này nó hot mà nó xịn lắm mọi người. Rồi cái đầm body cũng có 3 màu. 140 nghìn thôi, mặc cái đầm body này mặc tết siêu đẹp luôn đó mọi người. Đó. Đầm L cho Hà Vân, Quỳnh Như có body xanh rồi em ơi. Ok chị Lê Lý về lấy quần size M cho chị nhé, đầm size M cho Thiên Thần. Rồi cái này ghi cho em nhá, màu nâu, màu xanh với lại là màu hồng giúp dung nhá. Nâu xanh hồng, em xin cái màu. Trời ơi má nó đẹp. Form đẹp ha. Cái này là form dài nha mấy chị nha. Em mặc là qua đầu gối tầm khoảng chừng 2 găng tay á. Cái này mà mấy chị mặc Tết cũng rất là sang luôn. Không như chị không có quần ống ôm loe hết rồi chứ vậy là không có. Body hồng với chị con heo. Con heo lên thêm cho em cái địa chỉ này. Em xin thêm cái địa chỉ nha người đẹp. Tưởng Xuân lên thêm địa chỉ giúp Dung nhá. Nâu cho Tưởng Xuân. Con heo với Tưởng Xuân cho Dung xin thêm cái địa chỉ. Rồi em còn mấy cái à. Nâu cho Trang Cun. Rồi hết nâu. Rồi còn hồng với xanh. Cái này có mấy cái em để mọi người 140 thôi. 160 mà để mọi người 140. Đẹp ha. Bạn nào mà thích cho này nó là như vậy nè mấy chị. Bạn nào mà thích lên thì mọi người lên đây tí xíu. Không phải thích bẹt vai đó. Mặc kiểu nào nó cũng đẹp hết á. Nói chung là cái đầm này thì mặc kiểu gì nó cũng đẹp. Bạn nào mà vai bự thì cho cái vai lên đây tí xíu. Đó. Nó không có bị hách đâu mấy chị. Nó định hình đẹp lắm. Rồi cái này, đây chứ em dơ như thế này mấy chị đâu biết là đầm như thế nào đâu. Phải mặc lên, tại nó xoắn á. Không phải mặc lên mấy chị mới thấy cái form được. Dơ là không bao giờ biết được hết á. Ok chị con heo nhá. Tưởng Xuân lên thêm địa chỉ giúp Dung. Màu này ghi cho em là màu xanh và màu hồng. Nó màu hồng cưng chưa? Màu hồng. Màu hồng với màu xanh giúp em nhá. Ai lấy thì ghi giùm em là hồng với xanh. Comment cho em lại cái màu nha mọi người nha. Ai lấy màu nào thì ghi giùm em màu đó. Lấy màu nào thì ghi giùm em. Xịn xò quá mức. Rồi kèm màu giúp em nha. Xanh với hồng. Xanh với hồng. Comment cho em cái màu. Đưa hàng xả ra lai xả đi em ơi. Cho em xin cái màu nha mọi người ơi. Rồi áo. Quần ống loe có size 63 kg. Cao trên 1m6 thì vừa. Còn 63kg mà cao dưới 1m6 thì thua. Tại quần đó nó co giãn. Chị mặc có màu gì? Có màu hồng với lại là màu xanh đang mặc hết rồi. Có màu hồng với màu xanh đang mặc. Hồng với xanh nhá. Ai lấy ghi giùm em là body hồng với body xanh. Đầm có 140 rồi mấy chị ơi. Rồi áo dài em còn 2 cái khách sạn. Còn đúng 2 cái khách sạn luôn. Có 2 cái khách sạn thôi. Áo này em không có về lại được nữa mấy chị ơi. Tắt biên này. Chịu rồi đó. Bây giờ mấy chị có muốn em về lại cái áo này thì mấy chị mua em cũng chịu rồi. Rồi tắt biên rồi. Nó đóng cửa bà biên rồi. Rồi ghi cho em áo siêu cấp Gucci. 2 màu nâu với lại là trắng. Có 2 người xả thôi. Nâu với trắng giùm em nha. Má cái áo này mà 140 nghìn. Em đố mấy chị mua được cái áo hàng Việt Nam xuất khẩu luôn á. Hàng Việt Nam xuất khẩu đã 190 rồi. Cái này là hàng siêu cấp của Tao Bao luôn. Rất là xịt luôn. Đây. Ai lấy áo dài thì ghi giùm em áo dài 140. Á xịn quá ta. Cầm cái áo chất lên mà muốn xỉu ngang luôn á. Nè. Dài này là dài cột nha mấy chị nha. Còn mà hàng khác là người ta sẽ in 3D nha mấy chị. Còn cái hàng của nhà em là hàng cột luôn. Nè, thấy xịn xò không? Nguyên cả đôi giày cột như thế này. Trắng cho chị Lâm Quyên.
Em hết trắng thì chị Thiên Thần ơi, còn hai nu à. Cái này hàng tao bao nhé, hàng mắc à. Có hai người xả mới ra được. Mới có mấy chị chứ đâu còn đâu, hết sạch luôn. Nu như xí muội. Rồi còn một cái nu. Thảo Trần cho em thêm cái địa chỉ. Có nu nào trong không? Qua còn chưa cái nu nào không? Có cái hả? Thảo Trần lên thêm địa chỉ dùm chị nha, nu cho Thảo Trần. Rồi còn một cái nu duy nhất á. À xịn nè, nó không về lại. Nó không về lại được mấy chị. Màu nu cũng được với chị Thiên Thần. Hết hả? Rồi hết. Không có về lại được mấy chị, hôm qua dành nhau quá rồi dành không về lại được. Trời ơi, em nói nha, màu nu nha, nó mà về nó mà mấy chị nhìn được cái màu đỏ, rồi mấy chị chắc xỉu ngang luôn. Có cái màu đỏ mà cũng muốn cái màu đỏ. Đưa cái màu đỏ đi, khỏi check trong inbox đi em. Chơi mấy chị coi cái màu đỏ nha. Nãy em có cái màu đỏ đâu đây hãy. Hả? Khỏi đi, đưa chị đây luôn đi. Đây em cho mấy chị coi cái màu đỏ nha. Cho mấy chị coi ai chốt thì comment lại đại. Em khỏi chốt trong inbox luôn. Quá trời người dặn em luôn á. Nè. Mấy chị nhìn cái màu đỏ này, phê chưa? Trời ơi. Màu đỏ là em thiếu hơn 200 cái, khách comment không có hàng luôn. Đây. Đã chưa? Táo ơi. Đỏ của nó là đỏ đô, mà đỏ đô là đỏ đô đặc luôn. Đặc cái màu đỏ đô luôn á. Mà tiếc cái nó không về lại. Tiếc cái nó không về lại mấy chị. Tiếc cái vậy thôi à. Tắt biên rồi, hôm bữa em nói mấy chị em sẽ về 500 cái mấy chị đó. Mà đâu có về được đâu, tắt biên rồi, đóng cửa ba biên rồi. Đợi cho lan rồi hết. Hết rồi mấy bà ơi. Đầm dung mặc là hai màu. Màu màu xanh với lại là màu hồng. Xanh với hồng. Em cũng mong về cái hàng đó em bán mà đâu có về đâu mấy chị. Rồi chân váy xe luôn 85.000 SML hết rồi mấy chị ơi. Hôm bữa cũng cố gắng. Trời ơi, hôm bữa là về nhiều lắm luôn á, mà còn không đủ đó mấy chị. Rồi chân váy, đây, cái áo đó mặc với chân váy là siêu đẹp luôn. Rồi, chân váy em còn có ri thôi, SML xem mấy chị 85.000 luôn. Chân váy này chân váy hàng Quảng Châu có size nha mọi người nhá. SML chân váy full dập ly có quần trong. SML hết rồi mấy chị. Có ai hôm sau đổi qua ai bom thì lấy thôi chứ áo đó là chịu á, em không có về lại được. Không có về lại được mấy chị, thông cảm giúp em nha. Rồi ai lấy ghi giùm em là chân váy kèm size SML giùm em 85.000. Chân váy này là full dập ly luôn đó mọi người. Ai lấy chân váy thì ghi giùm em là chân váy kèm size. Chị Thiên Thần ơi, cọc giúp em đi. Tại em thấy chị cũng chốt hết, em sợ quá. Khách mới cọc giúp em đi chị. Số tài khoản em ghi ở dưới á. Rồi ghi cho em nha, SML giùm em. Chân váy này thì size nó hơi nhỏ, cho nên mọi người 47kg rồi xuống mặc size S, 52kg rồi xuống mặc size M, và 55-56kg rồi xuống mặc size L giùm em. Form nó hơi nhỏ. Giờ em xả hàng của khách bom trước cho mấy chị nha. Xả hàng của khách bom trước đi. Hết rồi mấy chị. Em mở màu trắng chị Thiên Thần rồi, đi cọc giùm em này. Cọc luôn giùm em. Em ơi em vô inbox số tài khoản cho Thiên Thần đi em. Rồi mã này giùm em nha. Rep inbox của nhân viên em giúp em nha. Rồi áo này sale 85.000 luôn, sale 90.000 luôn. Áo này là áo hàng xịt nha mọi người nha. Đợi xíu đi nhân viên em nó ấy cho. Nó inbox cho chị cho. Đứa nào inbox một đứa inbox thôi nha. Rồi ghi giùm em nha, áo giùm em có hai cái hai màu luôn. Màu nâu với lại là màu hồng 90.000, áo này hàng mắc nha mọi người nha. Nè, nhìn cái vải này. Áo này mấy chị mặc với chân váy cũng đẹp, mà mặc với quần cũng đẹp. Mặc với cái gì cũng đẹp hết. Rồi ghi cho em là áo hồng với lại là áo nâu 90.000. Áo hồng cho con heo. Còn hồng không? Nâu cho Thảo Mon, nâu hết thì là còn cái hồng hay sao? Rồi set này, cái này bữa 150. Sale 120 luôn. Đây là của khách bom á. Còn một cái đen nữa nè mấy chị. Áo còn một cái đen nữa nè. Áo này mắc lắm luôn đó. Mà sale còn có 90. Rồi em còn một cái đen với một cái hồng. Ai lấy thì ghi giùm em. Áo vải như thế này mấy chị nhìn hàng đã không? Đó. Đen da Admin Green. Rồi còn một đen một hồng là hết nha. Ai lấy ghi giùm em đen với hồng. Giúp Dung ghi màu nha. Rồi set này 120. Đen cho con heo, rồi con heo đi cọc luôn này, khách mới luôn, ba sản phẩm rồi. Hồng. Hết hồng hả?
Hồng Gia Lan Nguyễn. Rồi còn một đen hay là hết đen luôn? Hết luôn rồi mấy chị. Rồi set giùm em nha, set xe cho mấy chị luôn. Set này xe cho mấy chị trên live 120 luôn, ghi cho em là set 120. Rồi caro này em tặng mấy chị 80.000 luôn. 80.000 ghi cho em là set caro 80. Quá đỉnh luôn đó mọi người. Caro 80 dùm Dung nhá. Ai lấy caro thì ghi giùm em là caro 80. Set caro cao cấp á, 80 dùm em. Ai lấy set caro thì ghi giùm em là set caro. Rồi set gấu còn set màu xám này. Trời ơi, gấu màu xám là gấu màu hiếm nhất luôn. Rồi mọi người nhìn cái màu xám ghi của set gấu này, đã không? Rồi xám ghi nãy Dung xả có 125 thôi. Ghi cho em là set xám ghi giùm em nha, set gấu dài á. Trời ơi, sale có 125 cái set gấu xám luôn. Ai lấy gấu xám thì ghi giùm em là gấu xám nha. Đẹp không? Màu xám ghi rất là xịn sò luôn. Cái này là bằng bông nha mọi người nhá, bằng bông luôn á. Bằng con gấu bông thêu vô luôn, may vô luôn chứ không phải là thêu. Rồi xám ghi giùm em nhá, set gấu xám ghi. Rồi cho chị Hương nhỏ ghi cho em, đưa mẫu đưa mã lên đây em. Gấu xám cho Hoàng Yến Nhi. Còn một cái đầu đô này mấy chị. Rồi còn một cái đầu đô này mấy chị ơi, còn một đầu đô. Set gấu này là 155.000 đó. Còn đầu đô. Set gấu xám ghi còn thế nào không? Cho Hồng Tâm xám ghi. Rồi, cái này em còn một cái màu này là màu đỏ rượu luôn đó mấy chị, màu này rất là sang. Của má nó đẹp. Màu đỏ rượu, trời ơi. Màu này là đúng đỉnh luôn. Rồi, một đỏ rượu một nu nữa là hết. Còn hai set em sẽ có 125 thôi đó. Ai lấy thì chốt đi chứ không có giá 125 đâu. Đùi em đã bán 135 rồi mấy chị. Nè con gấu này, màu này là siêu đẹp. Đây. Má ơi nó đẹp kinh khủng ha. Đỏ đôi chị Mai Tuyên bưng kè. Rồi cái này ghi dùng dung là má ơi nó đẹp, màu đỏ đô đẹp quá. Gấu xám ghi cho Hồng Tâm, ok nha chị Hồng Tâm bưng kè. Gấu nuôi cho chị Thơm Nguyễn. Rồi hết xám rồi nha mấy chị nha. Hồng Tâm là có rồi, Hồng Tâm lại có xám ghi rồi. Đừng có chốt thêm nữa, có bấm ra phiếu đâu chốt. Nãy chị Hồng Tâm có rồi mà. Rồi ghi giùm em nha, em còn một nu. Bỏ ra một nu, một đỏ đô. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nha. Ok chị, má màu đỏ đô đẹp ha. Má màu đỏ đô đúng đẹp luôn đó mọi người. Khuyên chân thành là nên lấy màu đỏ đô này. Quá đẹp, vừa nha chị Thơm ơi, vừa thoải mái. Form đẹp lắm. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu. Rồi comment giúp em là màu nha, đỏ đô. Cái này là đúng đỏ đẹp luôn đó mọi người, chứ không phải là dạng đỏ mà đỏ thẫm kia đâu. Chuột đỏ đô luôn, rất là sang. Rồi màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Ê, màu xanh với đọc màu gì ta? Cam hả? Cam đi mấy chị. Nè, còn một xanh một cam duy nhất. Các set này em bán mấy chị 125 là rẻ hơn cả set đùi đã 135 rồi. Đùi ngắn đó nha, còn một xanh với một cam, hai set này hai màu. Này là màu cam nha, đứng ghi màu nâu nha mọi người, cam. Cam nha mọi người nhá. Màu cam với lại là màu xanh. Riêng cái set này Dung dám cam kết. Ok chị Thiên Thần em nhận được rồi, cảm ơn chị nha. Rồi cái này ghi dùm em, má ơi. Mọi người nhìn con gấu là mọi người biết hàng xịn rồi. Em không có nói điêu luôn nè, nhìn con gấu này. Xịn sò không? Gấu là bằng bông luôn đó mọi người. Cái này mọi người có thể mặc riêng ra áo cũng được. Phối với quần sọc, quần đùi hoặc là quần ôm cũng rất là đẹp luôn. Rồi comment dùm em nhá. Gấu xanh cho Mon Nguyễn. Rồi hết xanh. Rồi em còn một nu. Một cam chứ, một nu với lại là một đỏ, đưa đỏ đây. Bồ mày bầu kệ mày, không liên quan tới tao. Ra chợ mà mua không bán. Rồi ghi giùm em nhá, màu. Cái này ghi cho em là màu đỏ bầm. Màu đỏ bầm. Màu đỏ bầm nha mấy chị, gấu cam cho Hoàng Yến Nhi. Cái set này đẹp lắm, mấy chị mặc dù mặc ở nhà, mặc đi chơi hay là mặc đi đâu á, nó cũng mặc rất là thoải mái luôn. Tại cái form là form rộng. Sao mà mấy chị á hả, phối cái quần ôm đây vô nữa. Trời ơi, con gấu này đã không?
Rồi em còn một cái đỏ nha mọi người nhé. Có 125 mà dung sale rồi đó mọi người. Hôm bữa là 155 á. Đầm dung mang còn đỏ cho chị Đào. Đầm dung mang còn hai cái hai màu. Màu hồng với màu xanh là hết. Hồng với xanh. Form của nó là như thế này nha. Hồng với xanh nha mọi người. Sang ha. Hồng với xanh nha mấy chị. Đầm dung mặc nha. Ai lấy đầm dung mặc thì ghi là đầm nha. Rồi ai lấy là ghi dùm em còn hai set à. Màu nu Hoàng Yến Nhi bưng kè, ok em. Màu nu nha mọi người nhá. Màu nu với lại là màu cam. Đừng có ghi nâu với nâu là nâu là em không lấy được màu này đâu nè. Nâu là em lấy màu này nè. Còn đây là cam nha. Ghi là cam đi. Đáng lẽ là ghi là nâu đậm nhưng mà thôi ghi cam đại đi mọi người. Rất dễ. Dài qua gối chứ. Cái đầm này là dài qua gối. Đứng lên cho em xem được không? Đứng ở đâu đây trời. Đứng lên ghế nguy hiểm lắm mọi người ơi. Nè. Đó. Trên mắt cá nha. Bộ nu chị Thiên Thần. Trên mắt cá không lấy thêm màu đỏ chị. Màu đỏ đẹp lắm luôn á. Nè. Sang xịn mịn. Nè em ngồi cho mấy chị coi cái form đi nha. Đây. Nó qua đầu gối. Nó không tới được mắt cá đâu. Nó nằm ở trên cái người ta bắp chân thôi mấy bà. Nằm trên bắp chân. Đứng lên ghế nguy hiểm lắm mọi người. Xanh cho VT Huế. Đứng mấy lần xoay ngập. Thế đâm. VT Huế là lấy đâm. Rồi ghi dùm em nha. Màu sang ha. Cho em thêm chữ đầm đi mấy chị. Đầm kèm màu nu với lại là xanh. Nu với xanh. À lộn, hồng với xanh chứ. Bà mẹ đó. Huỳnh Minh Anh lấy màu gì vậy em ơi? Mọi người mà lấy set thì mọi người ghi cho em là set. Còn mọi người ghi đầm là ghi cho em là đầm. Không mà lộn. Lộn nha mấy bà nha. Lộn lạ chết á. Và quần này còn cái M. Quần rách còn cái M xả 139 luôn. Có cái size M. Cái này của khách xã bộ cam cho Huỳnh Minh Anh. Này của khách xã mọi người. Có cái size M hàng của công ty nhá. 165 sale còn 140 luôn này. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Đầm 140 em ơi. Quần rách em M cho Pham Vi. Đầm 140 em. Này là của khách xã không á mọi người. Quần riêng này em không còn cái nào trong nhà luôn. Rồi má ơi cái này đẹp quá. Hết rồi mấy chị. Rồi cái này size M ghi cho em là mã đậm. À mã 036 đi. Xe 145 036 145 có cái à. Size M luôn. Mã 036 nha. Tất cả quần này đều không còn hàng luôn. 036 size M ghi cho em là 036. Ui áo hàng hãng này còn có cái. Lấy thêm đầm xanh. Sốt nay chị chuyển về đâu chị em lên lấy. Đầm xanh chị mặc còn không? Cho chị Hồng Tâm. Nhà em ở trong Hương Tràm mấy chị, em nghỉ bán sốt rồi. Áo còn có cái giống cái áo lúc nãy á, đầm xanh cho Nhi Huỳnh. Áo xanh cho Trần Ngân rồi hết. Cái hàng con kia còn số lượng đưa đây cho chị đi. Rồi mã này giùm em, đầm dung mặc cho Dương Bỉ Tiên. Đầm dung mặc có 140 à. Đầm dung mặc có 140 tí nữa dung lên mở cái đầm này đẹp lắm nhưng mà đợi xíu đi mọi người. Cái đầm chị mặc hả? Còn gì? Còn màu hồng. Rồi áo tay dài tặng với chị 50.000. Áo này hàng 120 lận nha. Rồi tặng 50. Áo 50. Áo 50 đầm dung mặc có 140 thôi mấy bà ơi. Trời ơi cái đầm body này. Ai mà thích đầm qua gối thì lấy cái đầm này. Có cái à? 120. Đầm xoắn ngực á. 120 nha. Áo 50 chị Thiên Triều rồi hết. Nè. Này giờ em xả hàng của khách bom không à. Cho nên có cái một thôi mấy chị. Thông cảm giúp em nha. Áo 50 hết rồi mấy chị. Rồi body 120. Body 120 Lê Trạc Nghĩa rồi hết. Áo khoác tặng luôn 50.000. Chơi lớn luôn. Nè 50.000 ghi cho em là áo 50. Áo 50. Đầm xoắn rồi còn đấy nào không Thuận? Ê ê. Như đây này Thuận đó. Đây đây. Không phải đây này đó. Còn nó 3 cái rồi. Hết rồi hả em? Còn 3 cái nè. Áo khoác. Khoác 50 chị Thiên Thần. Rồi cái này em còn 2 cái. À 3 cái. Hết màu xanh hả? Rồi em còn một cái nu thôi. Hết rồi mấy chị ơi. Cái này hàng xả lẻ mọi người. Một cái nu. Một cái trắng với một cái hồng. Chia sẻ giùm em nha. Trắng nu hồng. Em xả hàng lẻ mẫu cho mấy chị lựa. Xả ngày hôm nay nữa. Mai chốt đơn mấy chị ơi. Rồi cái này ghi cho em là đen hoặc chiều mà em mệt quá là cho nhân viên chốt đơn luôn. Nhiều khi sửa tối bệnh không like được luôn á. Nu chị Thiên Thần, phá em hết. Rồi hết nu.
còn hồng với trắng. Còn hồng với trắng thôi mấy chị ơi. Còn hồng với trắng mấy chị ơi, còn 2 set à. Còn hồng với trắng mấy chị, ai lấy thì ghi giùm em. Ôi mẹ ơi. Ôi gì trời. Rồi còn hồng với trắng, bà nào lấy thì ghi giùm em. Chết mẹ đâu rồi trời. Trắng nha Nhi Huyền, em còn giữ đơn giúp em. Rồi còn một cái hồng lại giúp em đi, dài tới gối á. Cái đầm này thì dài tới gối, còn đầm dung mặt lại dài qua gối nha. Tụ mỡ mấy chị ơi, mệt quá. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Chém mẹ rồi đâu rồi. Em còn một cái hồng thôi, ai thương em lấy em cái hồng đi mấy chị. Rồi xả đôi đầm sơ mi đây. Rồi áo này giùm em, áo này tặng luôn 50. Má ơi, áo này nãy giờ em tức á, em xả hai cái rồi đó nha. Áo này em bữa khách dành em quá trời. Rồi áo 50. Em ơi cọc giữ đơn là cọc giúp chị hết đơn nha em. Rồi ghi giùm em tại Tết á. Bình thường khách quen giữ đơn em không bắt cọc nghìn nào luôn á. Bây giờ Tết đó mọi người. Rồi ghi giùm em 50. Má tức cái áo này lắm luôn đó mọi người. 50. Áo 50. Chia sẻ nha, chia sẻ mình ta. Rồi quần này em tặng luôn cho mọi người 135 luôn. Nhìn nó bị gì đó. Đã ra rồi. Tức cái phần mềm ghê luôn đó mọi người. Mới có phần mềm nào làm mà đổ bá phần mềm. Mỗi lần vô là nó tức trong người kinh khủng. Áo trắng chị Đào tức lắm luôn á. Nó vô, nó đá ra, vô, nó đá ra. Rồi quần size L135. Quần này là form siêu đẹp nha. Nhưng mà L là dưới 58kg dùm em nha. Quần này là em về 100 mấy ri luôn đó. Size L bà ơi. Nhưng mà dưới 50 à. Từ dưới 56-57kg mang vừa thôi. Tại quần form nhỏ. Dưới 56-57kg mang vừa nha. Mất công nha mấy chị nha. Mất công về không vừa, tội nghiệp. Không thấy Bảo Nam nãy giờ. Rồi áo này 50.000 màu, màu cam. Đây nha, 50.000 màu cam luôn. Ghi cho em là áo cam. Quần nó size L nhưng mà dưới 55kg mấy bà. Rồi màu cam dùm em 50. Tay dài á. Rồi set sơ mi cam 50.000 của Thiên Thần. Thiên Thiên cốt đơn hàng cảnh báo cọc. Mấy đơn đợt toàn là cảnh báo không á. Rồi set sơ mi trắng xả luôn. Set sơ mi trắng 145 á. Xe mọi người 125 luôn. Có set à. Sơ mi trắng giùm em nha. Má ơi nè. Sang xịt mịn. Sang lắm luôn đó mọi người. Cái quần này là vải của nó là vải kaki xịt luôn nha mọi người nhá. Hàng rất là xịt. Rồi set sơ mi trắng 125. Ghi cho em là sơ mi trắng 125 nha. Đây. Cái áo sơ mi trắng không đã bán trăm mấy rồi. Rồi ghi cho em là set sơ mi trắng 125 cho chị Thiên Thần, cho chị Tâm Hồ. Rồi còn một set sơ mi trắng á. Rồi ấy cái này còn cái màu đen này, nó đẹp quá ha. Chị Ly Trúc Nguyễn rồi hết, hết rồi mấy chị. Còn một cái màu đen này, em đọc ai là người đó được á mọi người. Ráng để ý giùm em, mạng nó lag lắm. Cảnh báo là đơn hàng có vấn đề á chị ơi. Cọc giúp Dung nha. Này màu đen. Ủa cái quần đẹp lắm, dây thun đằng sau rất là xịn luôn nè. Cái quần đẹp lắm, form này không đẹp về mất gì em cũng mất luôn. Rồi ghi cho em nhá, màu đen. Đen trên ly trương đẹp lắm luôn á em. Còn một đen á, rồi cái này còn một xanh là hết luôn. Đen cho chị Đào. Hết. Còn một xanh nhá. Xanh này em đã trừ một set để hết bầu em mặc rồi đó. Xanh này là hôm bữa em trừ một set để hết bầu em mặc rồi đó mọi người. Em ghiền cái màu xanh lắm. Đầm body em cũng trừ xanh bơ. Set này em cũng trừ xanh bơ để hết bầu em mặc á. Tại hiện tại em đang bầu em mặc cái đai sợ nó không có vừa. Này đẹp không? Màu xanh bơ siêu đẹp luôn.
Hình nhờ sao thì ở ngoài nó là vậy nha, chứ em không có, mấy chị nhận hàng về nó không có đậm hơn cũng không nhạt hơn nha mấy chị nha. Xanh cho chị Vân Yuri. Hết chị hết đen rồi chị, em hết đen rồi chị Lê Quế ơi. Em còn một xanh với một hồng này, chị có lấy không? Hết rồi. Còn một xanh một hồng. Còn hai set à. Đẹp quá ha. Còn một xanh với một hồng. Vải đỉnh lắm luôn. Vải sơ mi rất là đẹp luôn mọi người. Nè. Lưng là siêu cao, mấy bạn có thể mix riêng quần này với bất kỳ một mẫu áo nào hết. Rất là đẹp rồi, ghi giùm em nha. Còn một xanh. Xanh chị Candy Diệu. Cái áo khoác con nào bom vậy trời ơi. Bom gì tập thể vậy. Lena, sơ mi hồng chị Yvonne Lip. Tức á. Em xả rẻ quá thì mấy chị sợ. Trời ơi, áo 2 dây tặng luôn 30.000. Áo 2 dây 30. Áo 2 dây hàng xịn nhá, 30. Áo này đợt 120 rồi đó. Rồi 30. Khoác 70, khoác khoác nỉ 130. Khoác 70 giùm em nha, cái này là thêu. Khoác nỉ 70, 2 dây chị Tâm Hồ. 2 dây chị Tâm Hồ. Rồi mã thế này con nào bom vậy? Hết rồi mấy chị. Rồi ghi giùm em khoác chị Thiên Thần nè. Cái này là gọi hôm qua em gọi là set gì ta, set bóng chày hả? Nhìn cái chân vải không, người ta là bán 140 rồi mấy chị. Chân vải người ta bán không là bán 140 rồi, chân vải có quần. 2 dây sale bao nhiêu ta? Sale 120. 2 dây 120, có set à. Hết rồi mấy chị ơi, 2 dây 120. Khoác này là khoác mắc này, khoác này tới 140 lận á. Rồi xả 70.000 luôn. Ghi cho em là khoác xanh nhá, xanh 70. Dây kéo này, ống tay của nó là cái ống tay tay gọi là ống tay gì ta, có sổ ngón chống nắng nha. Đây. Rồi ghi giùm em 70 luôn ghi nha. Nhưng mà ghi cho em là khoác xanh nha. Ghi cho em chữ mã khoác xanh thì mới đúng. Vải dày lắm. Xanh 70 cho chị Vân Yuri, chị Thiên Thần, Thuyền. Còn cái đưa chị màu đen. Còn một cái xanh một cái đen. Phương Phương xanh rồi còn một cái đen nữa chị. Còn xanh không? Thơm Nguyễn màu xanh rồi còn một cái đen hết. Tặng với chị 70 á. Đầm em mặc hết. Đầm em mặc không còn cái nào hết á. Còn cái màu hồng. Còn cái đen. Đi cọc mới bán chị ơi, đơn hàng có vấn đề em không có bán được người đẹp. Rồi em còn một cái đen nhá. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen. Đen giùm em. Hai cái đầm chứ 3-4 người họ không có bán luôn á. Mà cái này lên co xuống ấy. Rồi áo giùm em, đưa cái áo ngoài kia chị Kim đi. Ba lỗ với cái kia. Khoác đen chị Lê Lý, rồi hết. Mỹ Uyên không có khoác xanh, chị đâu thấy comment của Uyên đâu ta. Không thấy luôn đó Uyên ơi. Rồi áo này, chữ đằng sau rồi xả luôn 65 có cái à. 65.000. Cái áo này đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái này jean đâu rồi, khoác á. Thì chị đi khoác jean đó. Rồi ghi giùm em nha. Đây. Siêu đẹp với là cái khoác kia luôn. Với là cái khoác có màu đen rồi kia. Áo xanh cho Quỳnh Như, biết cái áo đó không? Jean này em mặc còn có cái này. Xả 145 nha, còn có cái à. Thêu ở đằng trong. Ủa đơn hôm qua đi chưa chị? Đi rồi. Bị ẩn rồi á. Ráng thoát ra chia sẻ lại với chị cái đi. Rồi mã này giùm em khoác áo rin. À mẹ. Áo rin. Đứng ghi khoác rin nha. Áo rin 145. Áo rin 145. Áo nó đẹp lắm luôn á. Thêu nha mọi người nha. Hết rồi hả? Rồi ba lỗ giùm em 49.000. Ba lỗ đen 49. Trời ơi cái ba lỗ này đẹp lắm luôn á mọi người. Đen trắng 49.000 giùm em nha. Áo rin cho chị Vũ. Áo này đẹp lắm luôn đó mấy bà. Áo này là rất là đẹp. Rất là đẹp chứ không phải là đẹp đâu. 49.000 trắng đen. Áo này đẹp ha. Ba lỗ mọi người mà vải nó đẹp lắm. Vải này đẹp không? Phê luôn. Trắng cho Quỳnh Như. Trắng cho Phan Vi. Ê, anh vứt cho chị đi. Đen cho chị Vân. Đen cho chị Ngọc Diễm.
trắng cho Vân Yuri. Thêm trắng cho chị Hà Vân này. Dạ Vân này có đen rồi á. Đen cho Dương Mỹ Tiên. Đây đưa chị cái nu. Có cái nu này mấy chị. Có cái nu. Rồi em còn 3 cái luôn là hết luôn. Còn 3 cái 3 màu. Đen cho chị Thu Lê. Còn cái đen hả? Phải còn cái đen á. Đen trắng nu. Đứng mệt quá. Đen trắng nu giúp Dung nha cả nhà. Đen trắng nu. Vân Du đi có rồi nàng ơi. Có rồi. Đen cho Thanh Phương hết đen. Còn một trắng một nu. Còn một trắng một nu hết. Tôi áo khoác này trắng như Như Phạm. Rồi hết trắng. Còn một nu. Còn một nu thôi mấy chị. Ai lấy nu ghi dùm em là nu nha. Comment một lần để Chung thấy rồi mấy chị. Ai mà ẩn nó ẩn từ đầu luôn rồi á. Nếu mà ẩn quá thoát ra bấm like xong rồi vô xe một cái thôi là thấy. Xe một cái thì alo quá 49.000 nè. Vô xe một cái thôi, đừng xe nhiều, xe nhiều nó bị báo xa, nó lại bị ẩn nữa. Sợ là sợ bị ẩn thôi. À mệt quá. Rồi cái này ghi dùm em nha. Áo khoác cao cấp, cái này khoác mắt nha mọi người nha. 230 xe cho mấy bà 150 luôn đi nè má ơi. Áo này áo mắc nha mấy chị, nói trước nha, không phải áo hàng rẻ đâu. Áo này khoác của tao bao á, vải của nó là len nhung nè, xịn sò không, vải rất là đỉnh luôn, màu đen nó hơi chói nha mấy chị. Rồi ghi giùm em nha, khoác giùm em 150. Cái áo khoác này nó không phải áo khoác kaki, không phải áo khoác thun, mà nó là len nhung nha mọi người nhá. Cái áo khoác len nhung này lúc nào nó cũng tầm khoảng chừng 300 mấy hết á. Len nhung nó rất là mắc. Không bởi bán 230 rồi, xe cho mấy chị 150 luôn. Chị Thiên Thần một cái. Chị Hiền Kim một cái. Hiền Kim ở đâu cho em xin thêm địa chỉ đi chị Kim ơi. Chị Hiền ơi, cho em xin thêm cái địa chỉ nha người đẹp. Có cái nâu này. Hôm bữa xạ 165 rồi đó. Nay xe mấy chị 150 luôn. Hàng này hàng mắc mấy chị. Còn cái nâu này mấy chị cầm về có phải là hàng nhung không? Xịt lắm, đã lắm, cầm đã cái tay cực kỳ luôn á. Cho em cái địa chỉ nha chị Hiền Kim ơi. Em còn một cái nu. Ai lấy nu thì chốt nu. Bạn nào thêm nu thì ghi giùm em thêm nu rồi. Xong. Chị Hiền Kim ơi cho em thêm cái địa chỉ đi. Thêm nu thì ghi giùm em chữ thêm nha. Rồi cái này 45.000 luôn. Sọc tay dài á mọi người. Sọc tay dài 45 không ôm. Sọc tay dài 45. Xả cho nó sạch kho đi. Cái tay đít rồi. Cái xếp ba lỗ ngoài kia đúng không? Rồi quần bét ghi. Sọc tay dài cho Thúy Hằng. Sọc tay dài đó trong còn không? Cái gì ta? Gì Suka Sukura. Anh lên thêm mấy cái địa chỉ nha. Thêm nu chị Hiền Kim. Còn quần jean dài á bé. Đợi xíu để chị sale cho. Rồi quần baggy còn có cái. Cái quần baggy này là hôm trước đánh nhau luôn á. Mà còn cái size M của bạn nào xả này. Còn cái size M một bao nhiêu? Một bao nhiêu em? 135. Có cái baggy duy nhất. Cái quần baggy này là em thích nhất. Tại vì em rất là thích cái mông ở đằng sau của nó luôn. Đẹp lắm. Mà có cái để mấy chị 135 luôn. Baggy cao cấp nha mọi người nhá. Quần baggy á. Này mọi người mặc lên thường hay sắn một cái line lên rất là đẹp. Baggy dùm em nhá. Khoác nâu cho chị Sukura Anh. Ok người đẹp. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá. Sọc xanh cho chị Thiên Thần rồi hết. Baggy cho chị Ly Trúc Nguyễn. Rồi cái này em còn một cái sọc hồng. Bao nhiêu ta? 45 hả? Rồi ghi dùm em nhá, sọc hồng 45. Còn cái sọc hồng hết bét ghi rồi mấy chị. Cái đó là hàng sale ấy. Đâu còn đâu. Gái không đưa chị cả. Đưa chị xét ba lỗ đi. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này là hàng cao cấp này thấy không. Hàng của hãng ra. Rồi 160 khoác. Áo kẻ sọc hồng thôi. Sọc hồng Sukura Anh. Áo kẻ xanh dung hết rồi Phúc Toản ơi. Đây này đẹp không. Khoác rin siêu cấp. Chia sẻ lại giùm em nhá. Kẻ xanh còn hả? Phúc Toản là kẻ xanh. Cái gì? Đang in.
bác nó là ông bác luôn nữa, người lát mà cũng lát luôn rồi mấy chị. Mà một phần mềm, cái phần mềm dạo này nó nhiều người á họ xài quá mấy bà, nó lát kinh khủng luôn. Thiệt, một ngày em like mà em khủng với cái phần mềm luôn á, nó không có ra đơn được. Rồi áo khoác 160, cái này là khoác jean siêu cấp nha mọi người nhá. Khoác 150 chỉ còn màu đen hai cái thôi. Khoác 50 chỉ còn một cái màu đen thôi. Phúc Toàn cho chốt thêm một sản phẩm chị Dung đi hàng nha. Cái này ghi da Dung là khoác jean đi mấy chị. Cái form này ai cũng mặc được hết á, đừng có kỳ cái form này. Form này là form rộng, mấy chị mặc khoác jean phải mặc form rộng chứ ai mặc form ôm, đúng không? Nói chung là tất cả các loại khoác mấy chị nên mặc cái form nha. Một cái kiểu là khoác jean nó phải mặc form rộng mấy chị. Khoác jean không ai may form ôm như mấy chị hết, kể cả form laptop cũng vậy. Khoác jean cho chị Thiên Thần. Trúc Linh em lấy khoác gì á? Còn cái, còn hai cái khoác jean đó. Đây set ngủ này, hôm qua quá trời người hỏi á. Khoác jean cho Trúc Linh. Đây. Cái set ngủ hôm qua quá trời người hỏi này mấy bà. Thấy không? Có 95.000 cái set ngủ á. Nam mặc được thoải mái chị. Cái đó là nam nữ mặc được tại vì nó là form rộng ấy. Nè, set ngủ còn set màu đỏ. Má ơi, những cái set này nó vải này nó mắc hơn cả cái vải lụa satin. Vải này nè. Đó, set ngủ đùi á. Ai lấy set ngủ 95 Châu Nguyễn. Rồi còn một xanh với một hồng hết luôn. Còn xanh với hồng nhá. Ai hôm qua cũng hỏi set này hết mà chỉ có hàng xả thôi. Hôm qua là em like là lúc đó chưa chốt đơn nên nó không có hàng xả ra. Nè. 95.000 vải này nó mắc hơn cả cái vải lụa satin. Mắc hơn cả vải lụa satin đấy. Nè. Còn khoác jean hai cái chị, à một cái. Hồng cho chị Sukura Anh. Còn bét ghi trúc chốt cho chị kia rồi. Ký như không có. Rồi ghi giùm em nha. Em còn một hồng với một xanh đen, hết đỏ rồi. Còn một hồng với một xanh đen là hết. Xịn không? Đứng mạng không nghe. Đứng mạng hả? Làng nãy giờ nó lác lắm luôn á. Nó muốn là giật, muốn khùng luôn rồi đó. Rồi còn một hồng một xanh. Xanh da Thúy Kiều. Bác Linh chỉ còn á. Còn bảng lác hả? Đưa Bác Linh. Hồng cho Châu Nguyễn. Candy Diễm cọc giúp Dung. Candy Diễm đi cọc giúp Dung nha. Hồng cho Candy Diễm này, chốt cho Candy Diễm cái hồng nó cọc giúp Dung đi chứ khách mới bom nhiều quá. Khách mới toàn không nghe máy chứ. Không nghe máy nhiều ơi là nhiều luôn đó mấy bà. Phát riêng còn cái này chị Kiều ơi, hai cái chứ. Hết phát riêng ở trong rồi đúng không? Còn hai cái à. Ôi lát vậy luôn hả mấy chị? Lát vậy luôn hả? Còn màu gì chị đi mặc cái đi thay cái đầm dai này. Mạng lát lắm hả? Giờ sao? Khoác jean nè, chị Kiều có lấy khoác jean thì chốt nha. Có lát lắm không mấy chị ơi, để em biết đường em mò nè. Tránh. Mấy chị mặc cái này. Lát quá không? Trời má, like trước cũng lát, like này cũng lát, bà mẹ. Chán cái mặt ghê. Dạo này cá mập gì đâu ra không biết luôn á. Trả cái đầm xanh cho ai. Hai cái set này nó vải nó dày đã ghê. Nó cầm nó nặng trịch cái tay đã. Phong nó. Mình sẽ mặc mấy set thể thao mà nó dạng vải nó xịt như thế này. Trời má, cái set này mặc bao cưng. Nó hơi chói mấy chị ơi, em ngu quá rồi. Em mặc màu đen nó hơi chói rồi. Chết em rồi. Mặc màu đen nó hơi chói. Khoác riêng cho Hoàng Yến. Có xe có 160 rồi em ơi. Lát quá không nghe được. Giờ sao ta? Giờ sao ta? Ây giời. Thử mấy chị thử ao ra cái vô lại cái được không? Rồi set này em xả. Xả bao nhiêu? 135. Áo màu xanh này còn có set thôi. Đen được còn 2 set, còn mỗi màu còn có set à. Xanh nâu với đen, 3 màu. Set này là set mắt nha mấy chị nha. Mà em để mọi người 135 luôn. Kéo cỡ nào nó cũng ra ta. Đen cho chị Thiên Thần. Cái này hàng mắt á.
Em thích nhất là những cái bộ thể thao mà chất vải nó dày như thế này, mặc nó đã lắm mấy bà ơi. Nè, áo ba lỗ này form đẹp không? Nó không có khoét sâu mấy chị dễ mặc. Đã lắm. Nè, cái phong quần là ống bo như thế này nhá. Nâu chị thiên thần. Chú ca anh đi cọc giúp em đi người yêu ơi. Đó, đẹp không? Áo ơi, cái form đỉnh lắm luôn á. Xanh nâu với đen. Cái áo mọi người mặc riêng cũng đẹp. Em nãy em nói mấy chị, em ghiền nhất là những cái set mà nó dạng như thế này mọi người. Mặc lên nó đã lắm. Nè, ống quần này, đã không? Khi mặc em đã nói rồi, em ghiền cái mấy cái set dạng này. Xanh có set, ai lấy ghi dùm em nha. Đen nâu với xanh, ba màu. Nâu ơi chị Châu Nguyễn. Vải xịn, vải không xịn cứ trả lại cho em mà. Dám nói như vậy là mấy chị biết rồi đó. Form đẹp thì chắc chắn vải nó phải đẹp. Vải không đẹp không bao giờ form đẹp hết đó mấy chị. Sang ra. Kinh, đẹp kinh khủng. Đen nâu với lại là xanh nha mấy chị nha. Ai lấy ghi dùm em là đen nâu với xanh. Không đẹp lắm. Suka anh lên thêm cái lộn đi cộng lên dùm em đi chị. Đen cho chị Ngọc Diễm. Đen xanh nâu. Chốt đi mấy chị. Có hàng đâu mà được giá sale này đâu. Này cái bo đã không. Rồi đen nâu xanh bạn nào lấy thì ghi dùm em nha. Màu giúp em. Đen nâu xanh đưa mã đưa hàng lẻ lên em. Em còn một cái không. Cái này gọi là gì ta. Bơ. Có set màu bơ này. Bơ phẩy. Set bơ á, có set duy nhất à. Ghi cho em là bơ nha mấy chị. Bơ giùm em nhá, bơ phẩy. Ghi cho em là bơ. Ai lấy bơ thì ghi giùm em là bơ. Bơ giùm em. Bơ. Ôi set xốp cao cấp, có set à. Xốp nha, xe 120. Số này 160. Set xốp xịn á, xe 120 nhá. Ai lấy set sốt thì ghi dùm em là set sốt 120. Sốt 120 dùm em. Bạn nó lát lắm đúng không? Ao ra hết sạch rồi. Em chả biết là sao luôn á. Mạng lát quá. Em vô Facebook em không vô được. Má ơi, em vô được luôn đó mấy chị. Lại hồn luôn á. Coi được không mấy chị ơi, coi được không, báo dung set thể thao bao nhiêu, set 120 lên Trạc Nghĩa, thể thao đen cho Phan Vi. Trời ơi, mã ơi, giờ nó mới, trời ơi, nó mới nhảy một mớ comment luôn nè. Giờ hết rồi, tới lúc nhảy được comment là hết mất tiêu rồi. Cọc cho em 100.000 là được nha chị ơi. Hết rồi mấy chị ơi, set số hết rồi. Mã ơi, nãy giờ nó lát, ông nội ơi. Rồi, set sơ mi cao cấp, cái này dung xả mọi người à, 100.000 luôn nhá, 140 á. Cũng để mọi người 100.000 luôn. Sơ mi này là sơ mi chất đuổi xước nha, rất là xịt. Đây nha mọi người nhá, ghi cho em nhá mọi người. Nó màu đen. Lên nó hai màu đen này nó chói. Rồi set sơ mi 100.000, ghi cho em là set sơ mi. Má ơi cái set này hôm qua con nào xạ này. Tức coi là tức cái set này. Set này vải nó xịn từ A tới Z luôn mấy bà ơi này. Cái quần này. Đây. Trời ơi, ai muốn xả quần linh lẻ, quần jean lẻ sai thì chấm bài chia sẻ cho em đem xả quần jean lẻ sai nè. Cái set này hôm qua thiệt á, em có đúng 3 set màu đỏ dành nhau luôn. 99.000. Cái set này hôm qua là dành nhau màu đỏ kinh khủng luôn á. Mà giờ lại đi xả cái màu đỏ của em. Rồi set đỏ giùm em nha, 99k. Đỏ cho Quỳnh Như, rồi hết. Rồi áo này em bán tặng mấy chị thôi, áo này em bán tặng da có đơn. Áo này là áo 85.000 em sale tặng mấy chị 45.000 luôn. Ai có đơn thì chốt nha, tại áo này vải hàng mắc á mọi người. Áo đen hết rồi mấy chị ơi. Áo đen giùm em nha. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen. Đen nha mọi người. Đen 45.000, vải này vải mắc á. Áo đen 45, chị thiên thần một cái. Áo tay dài 85.000 mà xả còn 45 luôn. Quỳnh Như cái.
nè, thử sò không? Chị Hà Vân một cái, rồi còn cái, còn cái, còn một cái, tâm hồn rồi hết. Rồi set 3 món. Nó hàng lẻ nhiều lắm mọi người, không có thời gian mà xả, nhiều lắm. Rồi ghi giùm em nha, 2 giây. 2 giây là một cái áo, đừng có thấy nó nhỏ nha nè, thấy không? Siêu co giãn. Áo 2 giây, quần đùi. Cái set này mấy chị đừng thấy nó nhỏ tại vì vốn dĩ là nó co giãn, set số thì nó co giãn rồi. Set 3 món em tặng luôn cho mọi người 130 luôn. 3 món mà 130 nha mọi người nhá. Có cái áo khoác luôn này. 3 món 130.000 tặng luôn 130, set này là 195 á. Sale luôn 130. Ai lấy ghi giùm em là set 3 món. Trời ơi, đừng có nhìn nó nhỏ nha, 60 kg cũng vô á. Để dưới đây em, đừng bỏ lên đây. Để dưới đi ăn đi. Rồi ghi giùm em nhá, 3 món 130. Bỏ ra sao không có chị. Bút cái là rớt trên. 3 món 130 giùm em. Siêu đẹp luôn á. 3 món cho Lê Trạc Nghĩa. Chua. Hơi chua. Trời ơi. Áo này em tặng luôn nha, 50. Áo này là 125 á. Tặng luôn cho 50. Bà nào có đơn thì lấy giúp Dung nha, Dung không có chốt cho người không có đơn được, thông cảm giúp em nha. Áo baby doll cao cấp á, 50.000 luôn. Ừ. Ai lấy cái giùm em là áo 50. Má ơi, áo này mà 50 á thiệt á. Không bằng cái gì ta? Không bằng một cái áo thun đơn giản luôn á mọi người. Mà trong khi đó là áo tiểu thư nha mọi người nhá. Áo tiểu thư phong baby doll này, vải này. Thế xịn sò không? Rồi áo 50.000, áo ơi thề danh dự luôn á. Áo này 125.000 lận đó mọi người. Áo 50, ở trong còn nào không? VT Huế Thu Phương. Á đẹp, xịn mịn. Cái áo đó không xịn em đền cho 10 triệu. Áo đó xịn lắm luôn á. Rồi len dùm em, 75. Có cái, len Quảng Châu 75. Ghi cho em là áo len 75 nha. Áo 50 cho Anjo Minguin. Rồi áo len cao cấp 75. Ghi cho em là len cao cấp 75. Len 75 cho Thảo. Rồi quần size L. Quần này còn 1M với 1L thôi. L là em xả cho mọi người mở xả đồng giá 70 luôn đi. Len cao cấp em hết. Rồi còn 1M với 1L. Còn 1M với 1L, 1L với 1S. 70.000 ghi cho em là kèm size là được. S là còn 3 cái, còn L còn có 1 cái à. Xả 70.000 nhá. Quần 135 á, sale 70. Ghi cho em là quần. Len em hết. Rồi còn một cái len 160 này, sale cho mọi người 100.000 luôn. À 101 chứ lộn. 101 nhá. Sọc len màu đen 101, quần L Thu Phương rồi hết. Còn một cái S. Còn 3 cái S chứ. Đây. Áo len 101 cho mấy chị. Len này là len 100% lên hàng 200 mấy luôn nha. Lên 110. Ghi cho em là lên 110. Bây giờ cắt cho hết mắt. Quần em còn một size S thôi. Hết rồi. Còn nói chị Nga lấy size gì vậy? Còn 3 cái size S à. Set caro cao cấp 80. Caro cao cấp 80. Cái này xả nhưng mà hàng lẻ mẫu em xả rẻ lắm. 80. Lên cho Thảo rồi đó Thảo ơi. Rồi ghi cho em nhá. Caro dùm em. Caro. Ê lên này còn cái nè. Ký Như. Ai? 3S quần, quần 73S cho chị Nga Lê. Xếp caro cho Nguyễn Thị Yến Nhi. Nguyễn Thị Yến Nhi lên số điện thoại địa chỉ giúp Dung đi. Nè lấy cái số điện thoại của Nguyễn Thị Yến Nhi này. Lên địa chỉ đi. Xe S. Ngứa mắt quá. Trời má ơi, xếp này đẹp lắm nè mấy chị. Có xếp à.
đẹp lắm. Hết lác chưa? Là vẫn còn lác bưng kè á. Chị Yến Nhi bưng kè. Trời ơi. Set baby doll nó mới chỉ còn có set thôi nha. Tặng luôn 80. Quần tắc tai nha. Đây, set sơ mi. Ok chị Yến Nhi. Set sơ mi bèo á mấy bà 140 á, rồi sale còn 80. Sơ mi bèo 80. Sơ mi bèo 80. Rồi đưa cho chị đồ nào. Sơ mi bèo 80. Má xả hàng lẻ mẫu chắc hẹn bà một tuần chưa hết luôn đó mọi người. Trước em hay đóng lô vậy em nghỉ đóng lô. Sale rẻ còn Tết. Còn từ đây tới Tết cứ sale lẻ lẻ cho mấy chị săn có đồ mặc. Không là em đóng lô 1 phút 30 giây luôn á. Không nãy giờ em không thấy chị Yến Nhi. Rồi set thể thao cao cấp cái này hàng mắc nha. Mà sale mấy bà 120 luôn đi. 120.000 set thể thao cao cấp. Set thể thao cao cấp mai hẳn xuống lấy chị ơi. Nói chung là ngày like mấy chị đừng xuống lấy, ngày chốt đơn mấy chị hẳn xuống lấy, mai là ngày chốt đơn. Chứ giờ xuống like á không em nhà em đóng cửa, không có ai ấy đâu mấy chị. Ngày like mấy chị đừng lấy xuống lấy đơn. Cứ ngày chốt đơn á là mấy chị hẳn xuống lấy nha. Rồi ghi giùm em set thể thao 120, set này mắc lắm luôn á. Tại vì áo khoác bắn không cho mấy chị đã là trăm mấy rồi. Cái quần siêu đẹp luôn. Rồi set thể thao 120. Thể thao 120 giùm em nha mọi người nhá. Thể thao 120. Ui set sơ mi nãy có 100.000 này em sale này. Còn một set á. Cái sơ mi này rất là đẹp. Set chỉ mặc coi bo quần. Quần bo như thế này nè em. Bo siêu đẹp luôn. Rồi ghi giùm em nha, set đỏ em hết rồi. Set sơ mi cao cấp. Này em sale còn có 100.000 á. Sơ mi cao cấp 100, đuổi á mọi người, đuổi cao cấp á. Đuổi xước lận á. Chấm bài giúp em, chấm bài giúp em đi mấy chị ơi. Rồi hai dây bí. Set dung mặt cũng sale có 135 à. 135. Rồi ghi giùm em nha, sọc hồng. Bí sọc hồng 80, 140 mà sale 80 luôn. Bí sọc hồng 80, lên sọc em hết rồi. Rồi bí giùm em nha, bí, set bí với mấy chị, rồi xem mấy chị 80, bí 80. Bí 80 giùm em, set bí á. Bí cho ngay lên. Rồi hai dây 80 luôn. Hai dây 80.000. Hai dây quần siêu đẹp nha mọi người nha. Hai dây 80.000, ghi cho em là set hai dây 80. Áo đen 45 còn cái. Đen 45 em còn một cái. Ai lấy đen 45 ghi giùm em là đen 45. Áo đen 45 á còn một cái mấy chị. Ai lấy đen 45 không? Còn một cái đen 45.000. Đen 45. Đưa chị set baby doll. Rồi áo này 50. Áo này 140 lận mà sale còn 50. Áo cổ lọ mấy chị, form siêu đẹp nha. Chấm bài giúp em đi nào, sao tự dưng sững sờ hết vậy ta? Có muốn xả quần jean không? Có muốn xả quần jean không? Em đưa quần jean lẻ size ra em share cho. Để dưng khúc lát cái khách ra hết luôn. Buồn. 8 giây rồi set baby doll này. Xem bao nhiêu vậy? 125 set baby doll cao cấp nha. Cái này là theo hết luôn đó mấy chị. Cái này là ai không có là hơi phí luôn á. Nè mọi người nhìn cái quần nó may nè. Đỉnh chưa? Rồi set baby doll màu nu. Màu hai màu em. Màu nu với lại là màu vàng. Nu với vàng. Má cái set này nó đẹp kinh khủng luôn á. Thề với lòng luôn. Từ cái chân váy nó cũng từ cái quần nó cũng xinh luôn. Má nó may đẹp lắm luôn đó mọi người. Cho em xin cái màu nu với vàng. Nu chỉ thiên thần. Đây có cái màu hồng đôi chị hồng đậm vàng như Thu Phương. Rồi hết vàng hả? Không kỹ gì nó vô mắt rồi. Còn một màu hồng đậm nu cho kim hồng. Vàng kim hồng. Giời mẹ ơi. Còn cái hồng đậm này. Má hồng đậm đẹp quá. Hồng đậm. Trời ơi, hồng đậm ở phối màu trắng lên, xỉu ngang luôn. Hồng đậm nha.
cái quần này về mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp, mặc với cái áo đầu lai á mọi người, siêu đẹp luôn. Rồi ghi cho em là hồng đậm, hồng cho chị Thiên Triều. Hồng đậm đẹp ha, mà hồng đậm mặc Tết là đúng đẹp luôn đó mọi người. Nó không phải màu đỏ đâu, mà hồng đậm á. Thêm hồng đậm cho Thu Phương. Thu Phương cọc giúp chị đi Thu Phương ơi. 7 sản phẩm rồi đó em yêu. Cọc giúp chị với nha. Rồi ghi giùm em nha. Có cái hồng sữa này, còn một hồng đậm duy nhất. Một vàng với một nu luôn. Cọc giúp chị nha bé yêu. Rồi cái này ghi giùm em nha. Thông cảm giúp em, Tết á em sợ bom lắm mấy chị. Thiệt á. Nên là em yêu cầu cọc. Rồi cái này là cam sữa. Cam sữa màu này siêu nhu mì luôn. Mà có set à. Ghi cho em là cam sữa giùm em. Hồng sữa chứ không phải cam đâu nha. Hồng sữa đẹp không? Hồng sữa siêu đẹp. Hồng sữa vàng với nu baby doll đó mọi người. Bao cưng luôn đó trời. Ai lấy ghi giùm em nhá. Màu còn 3 set luôn á, 3 màu luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu em đưa cho cái áo ngoài kia chị đi. Áo chữ chữ đầu lai á. Mấy chị chuyển khoản rồi là mai mốt đó hả? Cứ lưu shop đặng dung nghe tới chuyển khoản nó vô trong danh sách nó có luôn, đỡ phải đi kiếm. Rồi áo này xài bao nhiêu? 69 hả? Áo 69.000 chốt lẹ nha. Còn một cái cam, một đen, một nâu, một hồng. Áo này là hàng tao bao xịn sò luôn đó mọi người. Nè. Này là nâu đất, màu đen. Áo này là em nghĩ là ai cũng phải có đủ màu, tại phối quần jean nó rất là đẹp. Màu đen, màu hồng với lại màu cam. Đen, hồng, cam, nâu. 69.000. Cái hàng này là hàng mắc nha mọi người nhá. Nè, vải này mấy chị mà chê là trả liền lại cho em luôn. Đó, mặc dù có mấy chục nghìn thôi nhưng mà chê là trả lại liền. Trả lại liền cho em nhận liền, không phàn nàn nửa lời luôn á. Chắc chắn ai nhận cái áo này về cũng phê luôn. Không nha Thơm Nguyễn ơi. Đây, đây là màu hồng. Đây là màu nâu, cái này là dạng nâu đất luôn đó mọi người. Nâu đất luôn. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nha. Này là màu nâu. Rồi cái này là màu đen. Comment cho em cái màu nhé. Áo mọi người. Phối viền siêu đẹp ha. Áo phối viền siêu đẹp. Rồi comment cho em màu. Ôi, áo này đẹp mà. Màu giúp em. Áo này mình thấy đẹp không? Ai thấy đẹp ta? Đưa chị xếp baby doll. Đây. Áo nó đẹp xỉu luôn á. Xỉu xỉu xỉu. Ai nó mệt quá trời mệt rồi. Rồi set này sale 90. Set này là 140 á, mà còn 2 set nu với vàng thôi, sale 90 luôn. Đây là màu vàng giùm em nhá. Quần này cho mấy chị coi quần. Quần siêu cưng luôn, quần là có 2 túi, còn một nu với lại một vàng. Này hàng Quảng Châu nhá, baby doll hàng Quảng Châu, 90. 140 mà sale còn 90 luôn á. Nè, chị sò không? Baby doll kèm màu. Ở dưới là phối ren. Ren xịn sò không? Đó. Quần có túi luôn nha mấy bà nha. Quần là có túi luôn. Nu với đen giùm em nhá. Này. Baby doll đó mọi người. Ok Thu Phương. Màu nu với màu đen nha mọi người. Cảm ơn em nhá. Ai lấy nu với đen ghi giùm em là nu với đen. Đen à, lỗi. Nu với vàng. Nu với vàng giùm em nha mọi người nhá. Ai lấy nu với vàng ghi giùm em là nu với vàng. Đưa chị xét giùm mi đi. Đen chị Thiên Thần. Ở đâu? Không có đen chị ơi, nu với vàng. Để em đọc á, set này là cái set mà em ghiền nhất trong tất cả các set sơ mi luôn này. Còn nó 4 set à. Nè. Cái set này ai mà nhận vải về chắc chắn cũng sẽ rất là ghiền giống em. Em cho mấy chị coi. Có set màu hồng thôi. Nè. Vải đẹp lắm. Baby doll vàng cho chị Lê Trạc Nghĩa. Trời ơi, mấy chị nhìn thấy cái sơ mi Quảng Châu không? Đẹp không? Quần của nó này, quần con theo con Vicky nha mọi người nha. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ cái đen của chị Thiên Thần đi. Cái này là có hai màu, sọc hồng với sọc đen. Nó đẹp kinh khủng luôn. Cái này hôm bữa chị sale bao nhiêu ta? 120. Sale có 120.000 đó mọi người. Trong khi cái áo này Dung đã từng bán cho mấy chị là 145.000 một cái áo rồi. Nè. Nguyên cả set luôn.
sọc đen cho chị Thiên Thần. Rồi còn hai hồng một đen thôi là hết. Cái này em sale có 120 luôn á. 95 à 90. Rồi ghi cho em là sọc hồng nha. Có 120.000 thôi đó mấy chị, rẻ không? Cái này là sọc hồng giùm em nha, sọc hồng. Đây là sọc đen. Vải bao phê luôn. Thì có mọi người vải đã lắm luôn á, không phải là phê đâu. Còn cái vải đây là nghiền á, mát rồi à. Ghi cho em áo đây đây đây. Cất tiền máy. Út link lên thêm cho em địa chỉ. Set này em còn một đầm body còn hai cái hai màu nè. Đâu hai vậy? Còn một cái đen một cái trắng, sale có 120 nãy dành nhau. Nãy dành nhau đen trắng luôn. 120.000 nha, body á mọi người, body xoắn á. Nãy dành nhau này. Cắt tức quá trời. Body có tay á, nãy mấy chị dành nhau á. Đen trắng giùm em. Đen trắng, đen cho tâm hồ rồi còn một trắng. Tâm hồ đi cọc luôn. Rồi còn một cái trắng nha. Các bạn đẹp quá. Trắng giùm em. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng. Quần jean còn hàng lẻ sai không em ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là trắng nha. Trắng trắng trắng. Còn một cái trắng đó mọi người. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng. Quần đùi còn cái quần đùi kia đưa đây. Rồi quần này em còn một cái size S 70, tặng cho mấy chị 70 á. Quần đùi. Chị Thiên Thiên cốt ơi, nãy có chốt cái áo màu đỏ không? Còn cái này sẽ đăng mặc cho Thơm Nguyễn. Còn cái áo đỏ này chị Thiên Thần ơi, lấy không? Cái áo dày á, màu đỏ, lấy báo em nha. Chốt lại cái. Lấy thì ghi cho em là áo dày đỏ 140. Lấy áo dây đỏ thì báo em nha. Còn cái nãy 7-8-10 comment đó mà em không có dơ á. Ai lấy thì ghi giùm em là áo dây đỏ nha. Không lấy hả? Ai lấy ghi giùm em nãy quá trời người comment luôn á. Đẹp không? Siêu đẹp luôn đó mọi người. Áo dây đỏ giùm em nha. 140. Vải siêu đẹp rồi, nãy dành nhau luôn á trời. Tức á. Màu đỏ là màu siêu phẩm của nhà em mà em không có bán luôn. Em chả còn màu nào hết á. Tức là giờ có một cái không ai lấy, nãy đánh nhau. Nãy hở quá rồi người dành nhau, người ta để mặc luôn. Không về. Áo đỏ với danh này. Chẳng ai lấy chứ em mừng muốn chết luôn á. Rồi quần 70. Quần 70 giùm em nha mọi người nhá, size S luôn. Hết rồi mấy chị, quần 70 size S. Quần 70.000 size S luôn. Út Linh là set sọc hồng. Chị Út Linh nhớ để ý điện thoại, nghe gọi điện chốt đơn nha chị. Khách mới ráng để ý điện thoại giúp em. Rồi ghi giùm em là quần size S 70. Quần size S đưa sơ mi đi. Châu Nguyễn quần size S. Sơ mi đen trắng. Sơ mi đen trắng đây. Sơ mi đen trắng sale cho mấy chị 65.000. 55.000 luôn. Rẻ như cho luôn. À 65 chứ. Phối gu xì á mọi người, sơ mi á mọi người, phối gu xì đen trắng, em còn nó 3 cái à. 120. Và 65.000 màu đen màu trắng, cái này là viền phối gu xì luôn nhá. Trắng với đen, má vải đẹp quá. Trắng với chị Thiên Thần. Trắng đen giúp dung nha mọi người nha. Cái này mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp. Nói chung là cái sơ mi trắng thì ai cũng cần hết á. Chả cần nói đâu mọi người. 65.000 chứ không phải là vải dởm đâu nha. Vải siêu đẹp luôn á nè. Móc trong bọc ra mấy chị nhìn cái sơ mi form đã không. Trắng cho bé Ngân. Bé Ngân cho chốt thêm một cái nữa chị đi đơn nha. Rồi ghi cho em là đen với trắng. Ai lấy đen với trắng thì ghi giùm em là đen với trắng. Cho chị xếp ngủ em ơi. Đen trắng, trắng đen. Cái set ngủ em cho mấy chị coi cái quần nha. Đẹp lắm. Em còn một set ngủ màu trắng. Cái này xả bao nhiêu vậy? Em
95.000 set ngố giùm em. Áo thun phom rộng với chị, những cái phom quần là với chị biết hàng mắc này. Phom siêu đỉnh luôn. Màu trắng, màu đen với màu vàng. Trắng đen với vàng nha. Và là quần cam. Có 95.000 thôi đó. Má ơi, nó đẹp. Nè mấy chị nhìn cái phong quần này. Quần bán không đã là 120 rồi. Rồi ghi cho em nhá, quần ngố mọi người. Comment giúp em đọc set ngố kèm màu. Đẹp xuất sắc luôn. Cái quần đai đẹp ha. Đai phê luôn. Cái này ghi cho em là set gấu mọi người. Set ngố gấu á. Màu cam. Trắng chỉ thiên thần, hết trắng. Còn một cam với một đen. Này là màu đen đó mấy chị. Này màu đen giúp Dung nha. Đẹp ha. Xe này đúng đẹp luôn đó mọi người. Em về nhiều lắm luôn á. Mà gần hết rồi, còn mấy set rồi. Áo phông rộng đó mọi người. Rồi còn. Rồi khóa cao cấp Trần Thanh Thảo. Huy Gia chưa có đi hàng đâu nha. Huy Gia cọc đi toàn là không nghe máy. Mốt tới nơi gọi không nghe máy hay sao em? Mốt tới nơi mà gọi không nghe máy hay sao? Đi mua cái cạc cọc giúp chị nha. Bộ vàng như Huy Gia. Mua cái cạc Việt Nam Mobile đi. Hoặc là Vina cọc giúp chị trong trong trang bay chị đang like đi. Rồi mai chị đi đơn cho. Gọi điện. Ví dụ như mà giờ gọi em cũng không nghe. Sáng gọi em cũng không nghe. Chiều hôm qua gọi cũng không nghe. Tối hôm qua gọi cũng không nghe. Rồi mốt mà nhân viên đi giao hàng, đi giao cho em rồi cũng không nghe sao bé. Rồi để hàng hoàn về của chị mất tiền ship nữa. Xét ra mặt chị xả có 135 mà. Nu với đen đấy em. Mấy chị cứ kêu không nghe máy đi hàng đi chứ mốt người ta giao mấy chị cũng không nghe máy rồi sao mà nhận hàng. Khổ nghiệp em chứ, mọi người thấy bệnh tật bầu bì mà vẫn ngồi like cho mấy chị không thấy sót hả? Thì có nhiều người sao á, bom là bom à, chả suy nghĩ gì hết. Form này là form quần bao chung nội dưới em ơi. Rồi cái này ghi cho em là khoác tặng luôn mọi người 100.000. Khoác này khoác mắc đó mọi người, mà em xe còn có 100 luôn. Khoác này là khoác hàng hãng nha mọi người nhá. Này khoác hàng rẻ đâu, khoác 100. Thì có mọi người, nhiều người chán lắm. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha, khoác dùm em, tội nghiệp em chứ. Nhiều người cứ xả hàng, cứ ấy hàng, nói em này kia mà thực sự ra là like cực kỳ cực luôn á. Ừ, đang bầu mới tức á mọi người. Bình thường mọi người bom em chả nói gì đâu. Rồi ghi dùm em là set nha mọi người nhá, set. Set này em xả mọi người 120 luôn, set này 160 á. Xe 120 baby doll shop á mọi người. Siêu đẹp luôn nha. Đằng sau của nó này. Rồi ghi dùm em nha, set. Set baby doll cao cấp á, 140. Xe cho mọi người trên like còn 120 luôn. Ghi cho em là set baby doll nu nha mọi người. Có bút ngực cho nên là mấy chị không phải mặc áo ngực nha. Set là chị Châu Nguyễn. Thực sự mấy người mà bom em nó nghiệp quật ghê lắm. Bom người bình thường thì không sao, chứ bom bầu là nghiệp ghê lắm á nha. Cẩn thận đấy. Nói trước. Bom mấy con bầu là nghiệp lắm ấy. Rồi áo giùm em 65. Có hai cái hai màu thôi. 65.000 hai màu. 65.000 hai màu, hồng với lại là màu cam. Này là xe cho mọi người hồng với cam, có hai cái, khác cái hình thôi, form y chang nhau nha. Form là y chang nhau ấy. Cam với lại là hồng giúp em. Ai lấy cam thì chốt cam, ai lấy hồng thì chốt hồng. Quần này em còn cái, quần này quá xịn luôn. Hồng cho Thiện Nguyễn. Quần này là xịn lắm luôn đó mọi người. Còn cái size M 165. Hát quần này mà bom là thiệt á. Chả nghĩ sao luôn á. Nhưng còn size S đúng không? 165 quần này hết rồi. Quần ôm hết rồi. Rồi ghi giùm em nhá, còn cái size M. Để mấy chị 150 luôn. Có cái size M à. Quần ôm size M nhá. Hết rồi quần ôm á. Em tưởng quần loe. Quần ôm còn cái size M thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Ôm.
ôm giùm em nhá. Ai lấy ôm thì ghi giùm em là quần ôm size M150. Cái này quần loe này. Quần loe size M165. Loe M165 giùm em nhá. Ghi em là loe M165. Đức Thiện con trai không bán hàng được. Em không có duyên bán nick con trai. Rồi ghi giùm em nha, áo trắng 65.000 còn cái. Trắng 65 nha mọi người nhá. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng 65. Comment giúp em là áo trắng 65.000. Vải siêu đẹp nha. Có cái à. Áo trắng 65. Trắng 65 rồi set lúc nãy này. Nó có màu có mấy màu mà em còn có set thôi. Trắng cho trinh diễm. Set này em xả mọi người 79.000, 80 á. Quá rẻ luôn á. 80.000 ghi cho em là set đùi siêu cưng luôn nha mọi người nhá. Set đùi vải siêu mát. Áo đó bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Xanh là cái gì ta? Xét đùi cho Yến Nhi. Xét chị mang là quần ống bao chung nó chị không đứng nổi luôn á bé. Rồi nó mệt xỉu luôn. Không có đứng nổi luôn á mà đứng trên ghế nguy hiểm lắm. Quần ống bao chung nha. Áo ba lỗ. Rồi cái này ghi cho em là quần loe. Quần loe. Trời ơi, áo này siêu đẹp luôn đó mọi người. Áo. Áo này là 140.000 đó. Rồi để mấy chị 50 luôn đi. Áo đen cúc ngực hàng cao cấp nha, 50.000. Áo đen 50, áo trắng 50 luôn. Trắng 50, đen 50. Trắng 50, đen 50. Set em mặc có hai màu cơ chị, màu nu đen. Set em mặc là đen với nu. Nâu. Suka anh chưa đi cọc cho em nha. Không cọc không chốt được. Set em mặc là ai lấy thì chốt lẻ còn hai set à. Đen với nu mà xe có 135. Trắng 50 cho Thanh Phương. Áo đen cho chị Hiền Kim. Chị Hiền Kim chưa lên cái địa chỉ cho em nè. Hiền Kim có lên địa chỉ không? Hãy cho xin địa chỉ 4 lần rồi đó chị. Set nu chị Hương Trần. Bởi vậy em like á, em hạn chế đứng dậy, em hạn chế đi thay đồ là vậy. Chứ không phải là em lười đâu mọi người. Tại vì bầu bì á, thay đồ nhiều á, nguy hiểm lắm. Đọc thai mấy lần luôn rồi đó. Mắt mở lên. Rồi ghi giùm em nha, nu với đen. Ghi giùm em là nu với đen nha mọi người. Xịn lắm luôn á. Mọi em mặc là màu đen. Áo ba lỗ này cho anh chị coi form này. Đen với nu. Đẹp ha. Set này đẹp lắm luôn đó mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn chứ không phải đẹp thường đâu. Cực kỳ đẹp luôn. Nè mọi người, những cái bo chung của nó này. Em khuyên cho em có màu xanh nha. Đưa chị cái xanh nước biển đi. Có màu xanh này. Siêu đẹp luôn. Này là xanh nhà xanh min á. Kinh khủng, đẹp. Vải đẹp, form đẹp. Mặc lên cũng siêu đẹp. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Xanh min với đen với nu. Bạn nào màu trầm da mọi người lấy đen nu là dễ mặc nhất. Dễ mặc nhất là màu đen nu á mọi người. Dễ mặc nhất là màu đen với màu nu. Đưa chị cái set sơ mi này nè. Set sơ mi này siêu xịn luôn. Này, bạn nào lấy set sơ mi là lấy lẻ nha mọi người. Lấy quần. Này, đẹp không? Nó từ form áo cho mọi người những cái form quần dùng chung cái. Nhìn hổ em cái quần nha mọi người nhá. Trời ơi. Cái màu hồng này mọi người chịu nổi không? Quần này là bán không đã là 125.000 rồi. Á quần đẹp lắm luôn đó mọi người. Quần nó may này. Đẹp ha. Sơ mi màu hồng với sơ mi màu nâu. Hồng đậm, hồng nhạt với nâu.
áo quần này mà set này mà mặc lên là phê luôn á. Vải form áo này đẹp không? Quần này. Cái này là màu ôi má nó đẹp dữ trời. Nu là cái gì chị? Set nu là set nào á? Hà Vân chỗ set nu set nào? Cái này là hồng đậm. Cái này ghi cho em là set sơ mi nha. Kèm màu hồng đậm hồng nhạt với màu nâu. Ghi cho em chữ set sơ mi đi mấy chị, không em lột em set em đang mặc á. Này cái này là hồng đậm. Form là không đẹp, thối lại gấp đôi tiền cho luôn. Á form set sơ mi bao đỉnh luôn đó mọi người. Hồng đậm hồng nhạt với nâu nha. Mẫu đang mang set nuôi chị Hà Vân. Rồi hết nu luôn. Đói bụng quá. Rồi ghi cho em là sơ mi kèm màu. Đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái quần này form lên rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi màu giúp em nha. Xịn quá. Cái áo sơ mi vải rất là đẹp luôn. Form quần thì khỏi phải nói. Rồi set sơ mi kèm màu. Set sơ mi kèm màu. Set sơ mi đẹp không may lấy ra. Đẹp muốn xỉu luôn. Đẹp là xỉu luôn á. Rồi mã này thì chắc em ọp lắm mấy chị ơi. Mệt quá. Đầm này em còn cái hồng này. Body á, khá màu hồng đẹp. Đầm body hồng 120. Ghi cho em là body hồng 120. Còn một set thôi. Ai lấy body hồng ghi giùm em là body hồng 120 nhá. Còn có cái tối em like tiếp mấy chị. Tối chắc 8 giờ. Nếu mà mệt nữa thì để trưa mai like. Còn không thì tối em xả cho nhé. Tối nhiều mẫu đẹp lắm á. Tối về cả hàng mới nữa. Tối này hàng mới, hàng bánh tết nhiều lắm luôn đó mà. Biết là có thức để like không? Không thì để trưa mai like. Hên xui bây giờ em người em mệt lắm luôn á. Ok mai chị đi hàng cho em cho. Rồi ghi giùm em nha. Tối em like mấy chị. 8 giờ nha. Em là 11 giờ trưa và 8 giờ tối lúc nào cũng thấy mặt em hết á. Trừ ngày nào em off thôi. Yeah.